Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2291, người một nhà hai. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, không biết chuyện này có liên quan trực tiếp tới Sa Phổ Nguyên bị tạm rời cương vì công tác hay không, chắc là một nguyên nhân dẫn đến trong đó nguyên nhân dẫn đến, bố cục tỉ mỉ của Kiều Bằng Phi cuối cùng vẫn thành công đẩy Sa Phổ Nguyên đi, hiện tại ở Xuân Dương hắn đã là đương gia. Sa Quốc dân nói, có điều bí thư Kiều nói, sau khi chỉnh đốn, Tổ kiểm tra vẫn có thể tới kiểm tra đánh giá, nếu như hài lòng với kết quả chỉnh đốn thì có thể sẽ tiêu trừ ảnh hưởng." Trương Dương nói, nhất định không thành vấn đề. Sa Quốc dân có chút kinh ngạc, không rõ không rõ vì sao Trương Dương lại khẳng định như vậy. Thật ra chuyện này cũng không khó lý giải, Trương đại quan nhân đã nghĩ tới, trách nhiệm hiện tại đều đã là do Sa Phổ Nguyên gánh, nếu Sa Phổ Nguyên đã đi rồi, bằng vào năng lực của Kiều Bằng Phi nhất định có thể thoải mái giải quyết chuyện này trong quá trình này tất nhiên sẽ dựng lên uy tín, giành được chính thức đấu tranh chính trị quả nhiên là phải chú ý tới thủ đoạn. Trần Sùng Sơn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu lam, quần dài màu xám, y mới cắt tóc, trông trẻ hơn nhiều, đứng trên đường đi thông tới đỉnh Thanh Vân, lặng lặng đợi đoàn người khưu lão, ba chiếc xe theo thứ tự dừng lại. Khưu Phượng Tiên đỡ Khưu Hạc Thanh đi xuống ô tô, Trần Sùng Sơn nghênh đón, Đỗ Thiên Giã vốn định giới thiệu cho cha với ông ngoại, nhưng nhìn thấy ông ngoại đã nắm tay cha rồi, Trần Sùng Sơn cố nén sự kích động trong lòng, nói khẽ cha. Khư Hạc Thanh gật đầu, ông ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giữa con rể này, nhìn thấy Trần Sùng Sơn, ông ta không khỏi nhớ tới con gái Khư Mẫn. Trần Sùng Sơn cũng đã hai mai hoa dâm, chính là nam tử trước mắt đã khiến con gái ông ta cam tâm trả giá sinh mệnh để bảo vệ. Khư Hạc Thanh cũng biết, Trần Sùng Sơn vì con gái mà cả đời không cưới vợ, một mực ở trên núi Thanh Đài chờ đợi, tình cảm như vậy sao không thể khiến lão nhân động dung cho được khưu hạc thanh khó khăn lắm mới khống chế tình tự thương cảm trong lòng ông ta nói khẽ sùng sơn tôi luôn muốn được nhìn thấy cậu trần sùng sơn nói cha con phải chăng có khoảng cách trong hình tượng trong lòng cha khưu lão bật cười ánh mắt của mẫn nhi sẽ không sai đâu không cần nhiều lần đã biểu đạt ra sự thưởng thức đối với thâm tình của con gái đối với trần sùng sơn đỗ thiên giã dẫn kiến khưu chỉ đống cho cha cha đây là cậu hai khưu chỉ đống đi tới bắt tay trần sùng sơn anh rể audio điện tử võ tấn bền trần sùng sơn mỉm cười nói chỉ đống khưu chỉ đống dẫn kiến cháu và con gái với trần sùng sơn khưu phượng tiên thì trần sùng sơn đã gặp rồi có điều khưu khải minh thì vẫn là lần đầu tiên trần sùng sơn nói những đứa nhỏ này đều đã trưởng thành rồi khưu chỉ đống nói cháu gái bảo bối của anh đâu Trần Sùng Sơn nói, nó vừa từ Kinh Thành về, chắc là buổi trưa mới đến. Ánh mắt y hướng sang cảnh Tú Cúc. Từ sau khi Trần Sùng Sơn hiện thân, cảnh Tú Cúc vẫn đứng trong góc tối, sợ cha chồng sẽ nhìn thấy mình. Trần Sùng Sơn rất ít khi cười với cô ta, giới thiệu với Khưu Hạc Thanh cha, đây là con dâu lớn của con cảnh Tú Cúc, vợ của Thiên Trọng, mẹ của Tiểu Tuyết. Khưu ra ít người biết được tầng quan hệ này, Khư Hạc Thanh nói, thì ra là cháu dâu của tôi. Trần Sùng Sơn giới thiệu vô cùng bình thản, nhưng lọt vào trong tai cảnh Tú Cúc lại khiến cô ta rất cảm động, không biết vì sao, mắt của cô ta đỏ lên, tiến lên gọi một tiếng ông ngoại, cậu, cuối cùng thì đến trước mặt Trần Sùng Sơn gọi một tiếng cha. Trần Sùng Sơn gật đầu. Một động tác như vậy đã khiến cảnh Tú Cúc nước mắt rơi như mưa, Khư Phượng Tiên nhìn thấy cô ta khóc thương tâm thì chỉ cảm thấy cảnh Tú Cúc nhớ tới anh họ Trần Thiên Trọng đã chết, không biết trong nước mắt của cảnh Tú Cúc bao hàm bao nhiêu phức tạp ở bên trong. Trương Dương và Sa Quốc Dân đi trước phụ trách dẫn đường, những người khác đều đi theo phía sau bọn họ leo lên đỉnh Thanh Vân. Đỉnh Thanh Vân thế núi khá dốc, thân thể của Khưu Hạc Thanh tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, không thể thích ứng với hoạt động kịch liệt như vậy. Trương Đại Quan Nhân chủ động xin đi giết giặc, cóng Khưu Lão ra tử, Đỗ Thiên giã vốn định cướp của hắn thì bị thằng ôn này nói, bí thư đỗ, anh cho tôi một cơ hội để nịnh bợ lãnh đạo được không? Một câu khiến tất cả mọi người đều bật cười. Trên thực tế người có thể lực để cóng khư lão gia tử lên núi cũng chỉ có trương đại quan nhân, mà trách nhiệm chủ yếu xê trương dương cũng chính là cóng lão gia tử lên núi, Trần Sùng Sơn dẫn người của khư ra tới trước mộ vong thê. Trương đại quan nhân tất nhiên không cần đi theo, xa quốc dân cũng không định đi, hắn sau khi tới đỉnh Thanh Vân thì đã đi xuống núi rồi, người một nhà người ta đoàn tụ, hắn đi theo cũng không tiện, mục đích chủ yếu hôm nay tới đây chính là để tránh người nào đuôi mù lao tới thu lung tung. Trương Dương một mình tới Tử Hà Quan, từ khi lên núi đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa, tới Tử Hà Quan hỏi thì mới biết lão đạo sĩ bị phong hàn, đang nằm trong phòng. Trương Đại Quan Nhân đến phòng Lý Tín Nghĩa, gõ cửa phòng, nghe thấy giọng nói khàn khàn của lão đạo sĩ, ai thế? Hỏi xong ngay cả tự lão đạo sĩ cũng cảm thấy dư thừa, trên đỉnh Thanh Vân này trừ tiểu đạo đồng ra thì chính là Trần Sùng Sơn, còn có thể có ai nữa? Vì thế câu tiếp theo của y là, vào đi. Thật ra không đợi y nói những lời này thì Trương Dương cũng đã đẩy cửa đi vào rồi, nhìn thấy lão đạo sĩ nằm trên giường gỗ, trên người quấn chăn bông, trên đầu còn đắp khăn ướt, Trương Dương đi tới bên cạnh y, phát hiện sắc mặt lão đạo sĩ, vàng như nến vươn tay ra bỏ khăn mặt xuống, sờ chán y, sau đó thì xem xét mạch môn của y. Lão đạo sĩ nhìn thấy Trương Dương tôi có chút kinh hỉ, sao lại là cậu? Trương Dương nói, tôi cùng Đỗ Thiên Giã đến thăm người thân, thuận tiện qua thăm ông, không ngờ ông bị bệnh lão đạo sĩ thở dài nói già Dà rồi chỉ sợ một kiếp này là không tránh khỏi trương dương cười nói yên tâm đi có tôi ở đây ông không chết được đâu hắn cầm tay lão đạo sĩ một cỗ nội lực lặng lẽ tống vào lý tín nghĩa chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch có một cỗ nước ấm ùa vào khiến ông ta như gỗ đón gió xuống cảm giác rét lạnh trong người trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh dưới sự trợ giúp của trương dương lão đạo sĩ không bao lâu liền khôi phục tinh khí thần trong công phu đã từ trên giường ngồi dậy vươn tay ngắp một cái cậu đúng là có tài tôi khỏe rồi trương đại quan nhân cười nói đơn giản là bị chút phong hàn lý đạo trưởng à không ngờ ông lại yếu thế lý tín nghĩa nói yếu cái rắm tôi tối hôm qua tới trước mộ ca ca tôi uống mấy chèn với hắn ai ngờ uống say mơ mơ màng màng ngủ luôn trước mộ sau nửa đêm thì trời lại đổ mưa không cẩn thận bị lạnh lớn tuổi rồi đúng là không được như xưa nữa Trương Dương nói, biết lớn tuổi rồi thì nên chú ý tới sức khỏe. Rượu tuy rằng là thứ tốt, nhưng uống say thì cũng hại người đó. Lý Tín Nghĩa nói, tôi vốn không muốn uống nhiều, nhưng uống rồi lại nhớ tới tiểu yêu nhà tôi, trong đầu đặc biệt lo lắng, những năm gần đây, tôi thực sự đã cô phụ sự kỳ vọng của đại ca. Trương Dương nói, tiểu yêu sống rất tốt, ông cứ yên tâm. Chẳng lẽ nó đã quên tôi rồi ư? Trương đại quan nhân cảm thấy buồn cười lão đạo sĩ trở nên có chút đàn bà, đạo trưởng, ông là người xuất gia. Người xuất gia sao có nhiều tục niệm thế? Lý Tín Nghĩa nói, tôi làm đạo sĩ cả đời, bỗng nhiên minh bạch. Tôi căn bản chính là tâm tính thuần, không thích hợp với tu đạo, nếu như cho tôi cơ hội làm lại, không khéo tôi sẽ đi làm cướp. Xiết dầu cứu nghèo, ngạo khiếu núi rừng. Trương đại quan nhân thầm nghĩ, không hổ là hậu đại của An Dâu Dậm, máu tướng cướp trong người quá nhiều lý tín nghĩa nói đáng tiếc hiện tại là thời hòa bình ý tưởng này của tôi không thực thế thật ra cho dù đang là loạn thế thì tôi cũng không còn kịp rồi đất vàng đã ngập tới cổ rồi mấy ngày nữa là xuống đất ngắm củ cải trương dương nói đạo trưởng hôm nay làm sao thế cứ nói những lời không may lý tín nghĩa nói trương dương à tôi vẫn luôn đối đãi với cậu như tri kỷ có một số lời tôi không nói với lão trần nhưng đều nói với cậu trương đại quan nhân nghĩ thầm Bí mật của ông tôi biết cả, mà Trần Sùng Sơn thì chưa chắc đã biết, ông không nói với tôi thì còn có thể nói với ai?" Lý Tín Nghĩa nói, khi đại ca của tôi chết từng nói cho tôi biết một bí mật. Trương Dương nói, "Thôi ông đừng nói nữa, ông cho dù có bí mật thì cũng là của An gia, chuyện này không thể nói với tôi được." Lý Tín Nghĩa nói, "Cậu đừng khách khí với tôi, tôi vẫn luôn không coi cậu là người ngoài, cậu cho rằng tôi hồ đồ, tuy rằng tôi lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện không nhìn thấy." nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi việc. Trương đại quan nhân không nhịn được liền bật cười, lão đạo lỗ mũi trâu này tinh thần vừa tốt lên cái là tự sướng ngay được. Lý tín nghĩa nói, tiểu yêu trời sinh tuyệt mạch, phương pháp duy nhất trên đời này có thể cứu cứu nó chính là trọng tố kinh mạch, cậu rốt cuộc cứu nó như thế nào thì tôi không biết, có điều từ sau khi cậu cứu nó thì nó liền ra nước ngoài, lựa chọn ẩn cư tránh đời, với tính tình của nó, loại chuyện này hình như không hợp với lẽ thường chương 2292, người một nhà ba. Mặt trương đại quan nhân nóng lên, lý tín nghĩa ngoài mặt thì điên điên khùng khùng, nhưng lão đạo sĩ này không hồ đồ một chút nào, lúc trước phương pháp mình cứu tiểu yêu chính là từ chỗ ông ta mà cảm mộ được, chẳng lẽ chuyện này thực sự bị ông ta đoán được, trương đại quan nhân hàm hồ nói cô ta không ở đây, chúng ta hay là nói chuyện khác đi, đỡ gợi lên sự nhớ nhung của ông. Lý tín nghĩa nói, phương pháp cứu nó chính là để nó thuộc thai, tôi nếu đoán không sai thì tiểu yêu rời khỏi trong nước, 89 phần 10 là để sinh con, tôi lại đoán thêm một chút, người khiến nó có thai chính là cậu. Trương Dương rõ ràng gấp rồi, lấy tức bịt miệng lão đạo sĩ, nói khẽ, đạo trưởng cũng không thể nói lung tung được đâu, ngài giữ chút khẩu đức đi. Lão đạo sĩ cười nói, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, tôi biết tôi đoán không lầm, tiểu tử, cậu chiếm tiện nghi của cháu gái tôi rồi, để cháu gái tôi sinh con cho cậu, đến bây giờ còn giả vờ giả vịt, uổng cho cậu là cán bộ quốc gia, một chút đảm đương cũng không có. Trương đại quan nhân bị lão đạo sĩ nói cho đầu đầy mồ hôi, đạo trưởng. Ngài có phải sốt tới hồ đồ rồi hay không? Lão đạo sĩ nói, cậu cho rằng tôi hồ đồ, tôi một chút cũng không hồ đồ, cậu không cho tôi nói thì dứt khoát giết tôi diệt khẩu đi. Y nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, bộ dạng nghền cổ chờ chết. Trương đại quan nhân thực sự là dở khóc dở cười, lý đạo trưởng, lý đạo gia, ngài chính là ông nội tôi có thể đừng nói bậy được không lý tín nghĩa mở mắt ra mặt mày hớn hở nói thằng nhóc cậu làm thì trong lòng hai ta biết rõ cậu đã chiếm tiện nghi của an ra chúng tôi trương đại quan nhân cười khổ nói lý đạo trưởng ngài rốt cuộc muốn tôi làm gì hay là tôi mời tiểu yêu về cho ngài thật ra cũng không cần tôi mời cô ta sắp tới sẽ về nước đến lúc đó để cô ta giải thích trực tiếp với ông lý tín nghĩa nói giải thích cái rắm nó có quan hệ gì với cậu? Đương nhiên sẽ lên tiếng cho cậu, nhà đầu ngốc này toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, đừng cho là tôi không nhìn ra, cho dù chết vì cậu thì nó cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này của Lý Tín Nghĩa rất đúng, Trương Đại Quan Nhân nhớ tới những gì Tiểu Yêu đã làm với mình, trong lòng cũng vô cùng ấm áp. Lý Tín Nghĩa nói, tôi cũng thật sự muốn gặp nó, không biết tôi lúc còn sống liệu có thể được gặp lại nó hay không. Trương Dương cười nói, đừng bi quan như vậy qua một thời gian nữa cô ta sẽ về. Lý Tín Nghĩa nói, tôi cũng không phải là bi quan, tôi chỉ là cảm thấy mình già rồi, có một số việc phải nói với nó. Trương Dương cười cười an ủi, có cơ hội mà, cũng còn năm 60 năm thời gian có thể để tiêu xài, ông nếu thật lòng nhớ đưa cháu gái này thì dứt khoát nói rõ tất cả đi, để cháu gái ông đón ông đi hiếu thuận, bảo dưỡng tuổi thọ, như vậy chẳng phải là có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ta ư? Lý Tín Nghĩa nói, thằng nhóc cậu quả nhiên không phải hạng tốt lành gì, tôi tu hành hơn nửa đời người, nói vứt bỏ là vứt bỏ được à? Trương Dương, nói đạo trưởng à đạo trưởng, ngài tu hành cả nửa đời người quả nhiên không phải là uổng, lúc này ngài nói cái gì muốn làm mã tặc đều là lừa tôi. Lý Tín Nghĩa nói, rất nhiều chuyện tôi không tiện nói với nó, tiểu tử, cậu khai thật với tôi đi, tuyệt mạch trời sinh của tiểu yêu cậu có phải dựa theo phương pháp của tôi để chữa khỏi cho nó hay không? Trương đại quan nhân nói, đạo gia à, chúng ta có thể nói chuyện khác không? Lý tín nghĩa tóm tay Trương Dương, hai mắt sáng ngời, Trương Dương, đại ca của tôi đi rồi, An Gia cũng đã trở thành năm bè bảy mảng, bọn con cháu của An Gia tôi cũng coi như gặp không ít, nhưng người khiến tôi thực sự thương yêu chỉ có tiểu yêu thôi, đại ca của tôi cũng lo lắng nhất cho đứa nhỏ này. Trương Dương mỉm cười nói, tiểu yêu tâm địa thiện lương, quả thực khác vẫn những đứa con cháu khác của An Gia. Lý Tín Nghĩa nói: "Tôi tuy rằng không muốn quản việc, thế tục nhưng có một số chuyện tôi nhìn rõ, cái đám đó khi dễ tiểu yêu như thế nào thì tôi đều thấy rõ. Đại ca của tôi trước khi Lâm Trung lo lắng nhất cũng là chuyện này, anh ta lo mình đi rồi, đám tiểu tử của An gia sẽ khi dễ tiểu yêu, sẽ lái trái ý tứ của anh ta, sẽ làm An gia long đong." Trương Dương nói: "Đạo trưởng, tiểu yêu hiện tại rất tốt, không ai dám khi dễ cô ta cả. Bằng không tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó." Lý Tín Nghĩa cười nói, tôi tin, y ghé sát vào Trương Dương, tiểu tử, tôi nói với cậu một bí mật về An Gia. Trương Đại Quan Nhân vội vàng xua tay, đạo trưởng, ngày hay là chờ tiểu yêu về rồi chính miệng nói nói cô ta đi. Lý Tín Nghĩa nói, trong hai đứa tôi nói với ai mà chả vậy, đại ca của tôi lúc sinh tiền từng nói với tôi một bí mật, đó là một dãy số, tôi đã viết lại kiểu tranh hồ lồ trong tàng kinh động, tôi cũng không biết nó có ý gì. Anh ta nói sau này, tiểu yêu nếu như có thể khỏi bệnh thì nói dãy số này với nó, nó nhìn thấy sẽ hiểu. Trương Dương nói, chờ cô ta trở lại tôi sẽ nói với cô ta. Lý Tín Nghĩa nói, đại ca của tôi nếu biết tiểu yêu đã hồi phúc thì nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Khư Hạc Thanh nhìn mộ con gái, trong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đỗ Thiên Giã, Khư Phượng Tiên và Khư Khải Minh ba người cung kính quỳ lạy trước mộ phần của cô. Trần Sùng Sơn nói khẽ với Khư Hạc Thanh, cha, nhiều năm như vậy con vẫn nợ cha một tiếng xin lỗi, là con không chiếu cố tốt cho cô ấy. Khư Hạc Thanh nói khẽ, đây là số mệnh, lúc ấy tôi cũng không hiểu nó vì sao muốn chọn cậu, nhưng hiện tại tôi tin, những ngày tháng nó ở bên cậu, nhất định là thời gian vui nhất trong nhân sinh của nó, tiểu mẫn tuy rằng đi rồi. Nhưng sinh mệnh của nó vẫn được nối dài trên người thiên giã, Khư Hạc Thanh vỗ nhẹ lên vai đỗ thiên giã. Buổi trưa, cả nhà trở lại nhà đá của Trần Sùng Sơn, để nghênh đón người nhà tới, trần sùng sơn hai ngày này đặc biệt săn không ít thịt thú rừng còn ngắt lấy không ít sơn chân trần sùng sơn bảo đỗ thiên giã tới tử hà quan gọi trương dương và lão đạo sĩ mục đích mời lão đạo sĩ tới là để y giúp nấu cơm lão đạo sĩ vừa đến đã ồn ào lão trần à lão trần tôi bị bệnh anh trả tới thăm không ngờ lại gọi bệnh nhân như tôi tới nấu cơm cho ngươi cho anh nhìn thấy một đồng người lão đạo sĩ cười ha ha hô tô vô lượng phật chào khưu lão tiên sinh Khư Hạc Thanh đã nghe nói tới Lý Tín Nghĩa, nhìn thấy y rất có vẻ đạo cốt tiên phong thì cũng cười hoàn lễ, đạo trưởng khách khí rồi. Trần Sùng Sơn dẫn kiến Lý Tín Nghĩa với người của Khư gia, lão đạo sĩ sau khi chào hỏi nhất nhất thì cười nói, thôi tôi đi nấu cơm, cả nhà nói chuyện đi. Trần Sùng Sơn nói, anh không sao chứ. Lý Tín Nghĩa nói, khỏi rồi. Y nói với Trương Dương, tiểu tử, tới đây giúp một tay đi. Trương Dương đi theo y tới nhà bếp, Khư Phượng Tiên cũng đi theo giúp rửa thức ăn. Đao pháp của Trương Đại Quan Nhân không tồi, đưa thịt thỏ hoang đã thái mỏng cho Khư Phượng Tiên, Khư Phượng Tiên ngâm thịt thỏ trong nước, cười nói, khó trách ta dưỡng tôi có thể sống mấy chục năm trên ngọn núi này, ngay cả tôi đến đây cũng có chút lưu luyến không muốn về. Trương Đại Quan Nhân nói, hoàn cảnh như vậy thích hợp với người không tranh với đời, không thích hợp với người như cô. Khư Phượng Tiên có chút khó chịu chừng mắt lườm hắn một cái, trong lòng anh tôi là người có dã tâm lớn sao trương dương bật cười ha ha tôi vẫn luôn cảm thấy cô là nữ cường nhân là người rất có lòng với sự nghiệp khư phượng tiên thở dài vẫn quanh co lòng vòng mắng tôi dã tâm lớn trương dương nói háo cường cũng không phải nhất định là chuyện xấu mỗi người đều có theo đuổi có lý tưởng có lý tưởng của riêng mình chỉ cần là lợi dụng thủ đoạn thỏa đáng để theo đuổi mục tiêu của mình sẽ luôn khiến cho người ta khâm phục khư phượng tiên nói trương dương anh hình như có ẩn ý trương dương nói tự cảm mặc phát tuyệt không có ý nói bóng nói gió cô khư phượng tiên bật cười khanh khách trương dương nói lần này cha tổng sao không tới hắn đã là lần thứ hai hỏi vấn đề này khư phượng tiên nhíu đôi mi thanh tú lại lộ ra có chút không vui đã nói với anh rồi đây là gia đình tôi tụ họp có liên quan gì tới hắn trương dương cười nói hắn và người nhà cô quan hệ thân mật khăng khít tinh toản và vương triều kim cương trong sinh ý cũng có quan hệ không thể tách rời lão gia tử và chủ tịch đến, theo lý thì hắn nên hiện thân mới đúng. Khư Phượng Tiên nói, sinh ý là sinh ý, trừ sinh ý ra thì giữa chúng tôi không hề có quan hệ đặc biệt gì cả. Và lại, hắn gần đây cũng không yên ổn gì, Hà Vũ mông đổ nguyên nhân cái chết của Hà Trường An lên đầu hắn, không tiếc bỏ số tiền lớn để làm khó tinh toàn, ngay cả khư gia của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nói tới đây cô ta tạm dừng một chút, nhìn Trương Dương một cái đầy thâm ý, chuyện này anh chắc biết chứ hả? Trương đại quan nhân đương nhiên biết rõ chân tướng của chuyện này, lạnh lùng cười nói, chuyện trên thượng tôi cũng không rõ lắm, có điều tôi nghe cha tổng nói, trong chuyện này hắn rất có thể bị người ta hãm hại. chương 2293, không thích hợp một. Khư Phượng Tiên nói, hắn nếu nghe thấy anh nói như vậy thì nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Trương Dương nói, rất nhiều lúc giã tâm của người ta sẽ làm bại lộ khuyết điểm của hắn. Khư Phượng Tiên nói, biểu hiện của anh hiện tại càng lúc càng giống một chết nhân. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi thật ra chỉ là hạng vũ phu, có điều bên trong bất kỳ một nghề nào đều có thể nhìn ra được cảnh giới của nhân sinh, ví dụ như luyện võ, một cao thủ chân chính, ngoài mặt tất nhiên là che giấu phong mang, người Trung Quốc chú ý nội hàm, khi một người phát động công kích đó sẽ là quá trình hắn bại lộ ra nhiều khuyết điểm nhất, nhân sinh cũng như vậy, lòng hiếu thắng quá mạnh mẽ thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Khư Phượng Tiên cầm thịt thỏ đã thái mỏng, hai tay ngâm trong nước đến xuất thần, những lời này của Trương Dương khiến khiến như có sở ngộ. Qua một hồi lâu, Khư Phượng Tiên mới như ở trong mộng mới tỉnh, nói không sai, cha tổng nếu như không phải bị mỏ vàng của Hà Trường An mê hoặc thì cũng sẽ không rơi vào cục diện hiện tại. Trương Dương nói, chiếm tiện nghi lớn mà thiệt thòi lớn, trên thế giới này trước giờ không có chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Nói xong hắn lại bật cười, cô đừng nhìn tôi nói thì hay lắm, nhưng bản thân cũng chẳng làm được. Khư Phượng Tiên nói, anh làm việc là lấy tiến làm lùi, lấy công thay thủ. Trương Đại Quan Nhân nói, thật ra thỉnh thoảng tôi cũng có chừng mực. Khư Phượng Tiên không khỏi mỉm cười. Trương Dương lại nói, tôi nghe khư gia của các co đang bỏ vốn lớn để tranh cử tranh cử. Khư Phượng Tiên nói, ý tứ của cha tôi. Thương nhị yêu tắc sĩ. Khư Phượng Tiên nói, khư gia vẫn chưa tới lượt tôi ra quyết sách trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu của lão đạo sĩ, tôi nói nè cô cậu, rửa thức ăn mà còn nói chuyện yêu đương là sao? Một câu khiến cho mặt khư phượng tiên nóng lên, cô ta và Trương Dương cũng không phải là nói chuyện yêu đương, Trương Đại Quan Nhân đã sớm quen với tính tình của lão đạo sĩ rồi, hắn cười ha ha, lý đạo trưởng à, ông cứ nói hưu nói vượt, không sợ thái thượng lão quân thua ông à. Giọng nói của Lý Tín Nghĩa lại truyền, Ngọc Hoàng Đại Đế tôi cũng không sợ. Trương đại quan nhân vừa vào phòng bếp thì Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện theo sau từ bên trong đi ra, hai người bồi khưu lão ra tử nói chuyện một lúc thì đi giúp rửa thức ăn. Tô Viện Viện đi vào phòng bếp thay cho Trương Dương. Đỗ Thiên Giã vẫy vẫy tay với Trương Dương, hai người vào trong vườn ngồi dưới tán cây, Đỗ Thiên Giã nói, nghe nói tìm được hình chiêu huy rồi. Trương đại quan nhân gật đầu nói, hôm qua nghe hai nhân viên đặc phái của quốc an nhắc tới rồi, không ngờ lão hình mất tích lâu như vậy vẫn còn có thể bình an trở về, thật là cát nhân tự có thiên tướng. Đỗ Thiên Giã nói, tôi tuy rằng nhận được tin tức, nhưng tới bây giờ vẫn chưa gặp mặt hắn. Trương Dương nói, muốn gặp hắn chỉ sợ đợi đấy. Trong khoảng thời gian này lão hình bị dày vò không nhẹ, quốc an bên kia khẳng định có rất nhiều tình huống muốn tìm hắn để hỏi, và lại khôi phục sức khỏe cũng cần một quá trình, trong ngắn hạn chỉ sợ sẽ không để hắn gặp mặt ngoại giới. Đỗ Thiên Giã gật đầu, trong khoảng thời gian này công tác vẫn hài lòng chứ. Trương Dương nói, cũng tạm, loại tiểu nhân vật như tôi đến đâu cũng sống vậy cả. Đỗ Thiên Giã nói, tốt xấu gì cũng là quan to phương, khu bảo lưu thuế nhập khẩu duy nhất của Bình Hải nằm dưới sự quản lý của anh. Hơn nữa anh đã là thường ủy Bắc Cảng, gần đây bộ pháp thăng quan hình như nhanh hơn rất nhiều. Trương Đại Quan Nhân nói, như tôi mà nếu có thể tính là quan to phương thì anh chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đỗ Thiên Giá cười nói, trước đây tôi còn lo quan hệ của anh và Bí Thư Tống, hiện tại anh và Yên Nhiên đã hòa hảo, chắc hẳn quan hệ với Bí Thư Tống cũng lại trở nên hòa hợp rồi. Trương Dương nói, lão đỗ à lão đỗ, anh tới Tân Hải hình như trở nên bát quái hơn rồi đó. Nói xong hắn lại nhìn vào phòng bếp, chắc là vì tô viện viện à. Tình yêu có thể khiến cho người ta giữ mãi được thanh xuân, anh giống như phản lão hoàn đồng rồi. Đỗ Thiên Giá cười mắng, thúi lắm, bộ tôi già lắm rồi chắc đi đến đâu người ta cũng đều nói tôi là cán bộ trẻ tuổi đương nhiên là không thể so với anh rồi trương dương bật cười đỗ thiên giã sau khi cười xong thì vẻ mặt lại trở nên có chút trầm trọng hiện tại tôi có chút minh bạch rồi lúc trước anh và bí thư tống bất hòa chỉ là làm bộ cho người ngoài xem anh và cung kỳ vĩ cũng như vậy trương dương nói khẽ anh có thể nhìn ra người khác tất nhiên cũng có thể nhìn ra cho nên cuối cùng chúng tôi bị thua thảm Hành động trước đây vẫn là một nỗi ám ảnh trong lòng Trương Dương, bọn họ chẳng những không thành công vạch trần tấm màn đen của Bắc Cảng, ngược lại tổn thất vị thầy tốt bạn hiền cung kỳ vĩ này, mỗi lần nhớ lại, trong lòng Trương Đại quan nhân không hỏi chua sót. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, trên thế giới này không ai có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, bên trong chính đàn càng không có tướng quân thường thắng, thất bại cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng ta không thể bởi vì thất bại mà không ngượng dậy nổi, phải vượt khó vượt khổ nhìn thấy Bắc Cảng dưới sự cố gắng của các anh phát sinh biến hóa cực lớn, đám cán bộ có vấn đề như Hạng Thành, Cung Hoàn Sơn, Tưởng Hồng Cương đã bị thanh trừ khỏi đoàn đội lãnh đạo, hiện tại đã một lần nữa xây dựng một đoàn đội lãnh đạo mới. Tôi tin các anh nhất định có thể dẫn dắt Bắc Cảng bước ra khỏi thời kỳ khó khăn, đi lên một con đường phát triển rộng thanh thang. Trương Đại Quan Nhân kháng nghị, lão đỗ à lão đỗ, nơi này chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau, anh còn dở giọng quan ra làm gì, những lời vừa rồi là được trích từ bên trong báo cáo hội nghị đúng không?" Đỗ Thiên Giá cười nói, "Đành chịu thôi, ở trong quan trường lâu rồi, khi nói chuyện cũng không tự chủ được mang theo cái giọng này, về sau thật đúng là phải chú ý." Trương Dương nói, "Tôi cũng tin chắc ngày mai của Bắc Cảng sẽ rất tốt, trận báo trước đó của Bắc Cảng tất nhiên là một biến chuyển, nhưng chúng tôi cũng không thể bởi vì sự tốt đẹp của ngày mai mà quên đi nỗi đau sót của ngày hôm qua, hoạt động buôn lậu nghiêm trọng mấy năm nay của Bắc Cảng chưa được điều tra rõ." Bắc Cảng rốt cuộc có bao nhiêu người liên quan tới những hành vi phi pháp này thì vẫn chưa được làm rõ. Hắn cắn cắn môi, đồng chí cung kỳ vĩ sẽ không chết vô ích, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ tất cả tất cả, hạng thành tuy rằng đã chết, nhưng tôi dám khẳng định hắn không phải là tên trùm to tên có người ở sau lưng hắn thao túng tất cả, bất kể là vì cung kỳ vĩ và những đồng chí đã bất hạnh hy sinh khác, hay là vì quốc gia và nhân dân, tôi đều có trách nhiệm lôi ra độc thủ phía sau màn này, bắt hắn ra trước phát luật nhận trừng phạt đỗ thiên giã nói đồng chí thường lăng không nhìn nhận chuyện này thế nào trương dương nói anh ta muốn lấy phát triển kinh tế làm chủ cũng đã nói với tôi đả kích buôn lậu không thể nóng lòng nhất thời hiện tại bắc cảng giống như là một bệnh nhân vừa gặp bệnh nặng nếu như dùng thuốc quá mạnh chỉ sợ ngược lại sẽ làm tình huống trở nên chuyển biến xấu hơn cho nên việc chúng tôi phải làm trước tiên là cố bản bồi nguyên đỗ thiên giã nói nói rất hay trên quản lý thì anh phải học tập đồng chí lăng không nhiều hơn Trương Dương nói, tôi hiện tại càng lúc càng phát hiện mình không hợp làm chính trị. Đỗ Thiên Giã cười nói, trong 5 năm ngắn ngủn từ một vệ giáo sinh đến cán bộ cấp phó thính, anh lại còn nói mình không thích hợp làm chính trị, nói ra có quỷ mới tin. Trương Đại Quan Nhân nói, đó là bởi vì tôi gặp quý nhân chứ không phải là bởi vì tôi có tài năng chính trị. Đỗ Thiên Giã nói, anh vẫn rất có năng lực, bằng không cũng sẽ không thay đổi nhiều nơi như vậy mà Thủy Trung vẫn được trọng dụng. Trương đại quan nhân cười hắc hắc một tiếng, nói ra một câu khiến Đỗ Thiên Giã giờ khóc giờ cười, đó là bởi vì tôi giỏi làm súng, mà đám lãnh đạo các anh thì rất cần một khẩu súng như tôi. Kết quả là tôi được trọng dụng, tổng kết quan đổ mấy năm này, tôi chính là không ngừng bị lợi dụng. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu tử, trong lòng anh đen tối thế, hình như rất có oán niệm với tôi. Trương Dương nói, không phải có oán niệm với anh, tôi đối với mỗi lãnh đạo các anh đều có oán niệm. Đỗ Thiên Giã nói, nhân vật mà người trong quan trường phải sắm vai thật ra chính là như vậy, không phải lợi dụng người khác thì chính là bị người khác lợi dụng. Trương Dương nói, tôi cũng không muốn lợi dụng người khác, cũng không muốn bị người khác lợi dụng, cho nên tôi đã hạ quyết định, muốn cáo từ từ mảnh đất này. Đỗ Thiên Giã nói, anh thuần túy là tìm cơ, cậu rõ ràng chính anh làm việc không có trường tính, ở trong sĩ đồ một đoạn thời gian, phát hiện không chơi thú vị như trong tưởng tượng của anh, tính cách của anh là tự do không biết kiềm chế tính cách như vậy ở cơ sở còn dễ nói, anh làm quan càng lớn, hạn chế phải chịu lại càng nhiều, cho nên anh cảm thấy không được tự nhiên, không muốn chơi nữa, là do chính bản thân anh mà lại đổ trách nhiệm lên người người khác, nói cho tôi nghe là để tôi cảm thấy ái náy. Tôi nhổ vào, cho rằng mình là khẩu súng, nhưng anh biết khẩu súng anh rốt cuộc bắn được bao lần không? Trường đại quan nhân nghe Đỗ Thiên Giã phân tích rất thú vị, không nhịn được bật cười ha ha lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa hôm nay dở ra tất cả chiêu thức, làm đầy một bàn chân chân mỹ vị, có điều khi ăn cơm, lão đạo sĩ lại không ăn theo, làm một bát cơm trắng và rau, sau khi ăn xong thì về tử hà quan, cũng không phải là bởi vì bệnh mới khỏi, đừng nhìn lão đạo sĩ bình thường nói rất nhiều. Nhưng đó là với người quen, ông ta ở trong sơn giã sống lâu rồi, không thích trao đổi với người xa lạ. Trần Sùng Sơn và ông ta là tương giao tâm đầu ý hợp đối với tính nết của lão đạo sĩ thì hiểu rất rõ, cho nên cũng không miễn cưỡng. Khưu Hạc Thanh đối với chủ nghệ của lão đạo sĩ thì khen không dứt miệng. chương 2294, không thích hợp hai. Khưu Khải Minh dù sao cũng là con cái của thương nhân, hắn linh quang chợt lóe nói, không bằng chúng ta mở một nhà hàng ở Đài Bắc, mời lý đạo trưởng tới chỉ đạo, nếu như có thể cam đoan 8 phần tiêu chuẩn thì khẳng định sẽ rất đông khách. Khưu chỉ đống nói, ý tưởng không tồi, chỉ sợ lý đạo trưởng chưa chắc đã nguyện ý rời núi. khưu khải minh nói chỉ cần thành tâm ra giá lý đạo trưởng chưa chắc đã không chịu trong mắt hắn trên thế giới này không có chuyện gì là tiền không làm được người khác không nói gì trương đại quan nhân lại cười nói lý đạo trưởng là người đã nhìn thấu hồng trần người ta phụng dưỡng trương thiên sư anh cho rằng mỗi người đều có lộc ăn như chúng ta à phải nói là chúng ta được hưởng lộc của trần đại gia bằng không lý đạo trưởng sao lại tự mình hạ mình xuống bếp Trương đại quan nhân nói coi như là khách khí, thật ra trong lòng thằng cha này đang nghĩ, anh thì tính là cái rắm. Nếu như không phải đi theo người nhà tới đây, lão đạo sĩ chắc chả buồn liếc anh tới một cái. Khưu Khải Minh bị Trương Dương nói cho mặt đỏ bừng, hắn và Trương Dương có oán hận chất chứa, lúc trước hắn từng có ý với Cha Vi, vài lần đều bị Trương Dương phá hoại, ít nhất trong mắt hắn chính là như vậy. Khưu Phượng Tiên giỏi sát ngôn quan sát nhìn thấy vẻ mặt của biểu đệ thì cũng biết hắn bị Trương Dương chọc giận. Lập tức mỉm cười nói, Trương Dương nói đúng đó, thế ngoại cao nhân như Lý Đạo Trưởng, sẽ không coi trọng loại tục như tiền tài đâu. Khư Hạc Thanh nói, cảnh trí như vậy, món ngon như vậy, vốn không nên nghĩ tới những chuyện tục tăng, Khải Minh, Phượng Tiên, hai đứa trong lòng luôn nghĩ tới sinh ý tuy rằng là tốt, nhưng hai đứa phải biết rằng, trên thế giới này trừ sinh ý ra còn có rất nhiều chuyện đáng để coi trọng, ví dụ như, ánh mắt hắn hướng về phía Trần Sùng Sơn, nói khẽ tình thân. Trương đại quan nhân nói theo, lão gia tử nói rất đúng, có điều ngài vẫn bỏ sót mấy chữ, còn có tình bạn và tình yêu nữa. Khưu Hạc Thanh cười ha ha, ông ta nâng chén nói, đối với tôi mà nói thì tình thân là quan trọng nhất, đến tuổi của tôi rồi, tình bạn sớm đã không còn tồn tại, những lão hữu năm đó đều chịu không nổi tôi, cả đám rời xa tôi, về phần tình yêu, đối với loại lão già gần đất xa trời như tôi mà mà nói thì lại là chuyện xa không thể với, cho nên duy nhất chỉ còn lại tình thân, chính vì vậy, tình thân mới càng đáng quý. Khư Hạc Thanh tuy rằng đã qua tuổi cửu, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nói đến đạo lý rõ ràng cũng rất chuẩn. Trương Đại Quan Nhân nói, Khư Lão, đầu óc ngài đúng là lợi hại thật, tôi từng nghe nói ngài từng là quan lớn dưới sự tưởng công, hôm nay gặp, quả nhiên là phong phạm lãnh đạo mọi người bị những lời nói của hắn khiến cho bật cười. Khưu Hạc Thanh nói, tôi không phải là quan lớn gì cả, chỉ là một quân nhân, hơn nữa là tướng bên thua, tướng bên thua không đủ ngôn dũng, lúc trước tôi theo tưởng công tới Đài Loan, mới tới bên kia, cũng không nhìn thấy phương hướng, quanh quản trong mê man mấy năm, cuối cùng vẫn hạ quyết định quyết tâm bỏ quan tòng thương, hiện tại quay đầu nhìn lại, tôi không phải một tướng lãnh ưu tú, cũng không phải là một thương nhân đủ tư cách. Vương Triều Kim Cương tuy rằng là một tay tôi thành lập, nhưng thực sự phát triển lớn mạnh lại là ở trong tay chỉ đống. Khưu chỉ đống mỉm cười nói cha, không có cha thì không có vương triều kim cương hôm nay, con là đứng trên vai người khổng lồ thôi. Khưu Hạc Thanh nói, một điểm mà chỉ đống khiến tôi vui mừng nhất là nó bất kể lúc nào cũng có thể giữ sự khiêm tốn, điểm này đám hậu bối các anh phải muốn học. Đỗ Thiên Giã, Khưu Phượng Tiên, Khưu Khải Minh và Tô Viện Viện, Trương Dương cũng gật đầu theo. Khưu Hạc Thanh lại nhìn về phía Trần Sùng Sơn, tôi chỉ có một đứa con gái, Tiểu Mẫn lúc trước không muốn theo tôi tới Đài Loan, nó lựa chọn ở lại Đại Lục, khiến tôi nhớ nhung mấy chục năm, lúc ban đầu tôi rất đau lòng, nhưng hiện tại nghĩ lại, nhân sinh một đời, khổ cay chua ngọt, chính là vì có rất nhiều những tình cảm này, phải trải qua thật hiểu kinh lịch thì nhân sinh mới trở nên muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt của ông ta hướng sang đỗ thiên giã, thiên giã, cháu ngoại của tôi, hiện giờ đã là quan lớn của đại lục, khiến tôi rất kiêu ngạo trương đại quan nhân nói khưu lão à với tốc độ phát triển của thiên giã huynh về sau lên làm tổng bí thư cũng có thể đấy đỗ thiên giã cười nói lại nói bậy khưu hạc thanh nói thiên giã ông cũng có một câu muốn dạy cháu tuy rằng chúng ta không thuộc cùng một chính đảng nhưng ông cho rằng nếu đã làm quan thì phải làm việc cho dân chúng phải đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu như vậy mới đúng với quyền lực trong tay đỗ thiên giã vẻ mặt trịnh trọng nói ông ngoại thiên giã thụ giáo Trương Đại Quan Nhân nói, tôi phát hiện chúng ta có rất nhiều điểm chung. Khư Hạc Thanh nói, trăm sông đổ về một biển, dù sao trên lịch sử từng có hợp tác nhiều lần, tôi thấy tương lai có lẽ vẫn còn có thể. Đỗ Thiên Giã cười nói, ông ngoại thấy thế nào về tương lai của hai bên bờ biển Đài Loan? Khư Hạc Thanh mỉm cười nói, tôi đối với chính trị đã sớm không quan tâm rồi, tuy rằng là vậy, cháu đã hỏi cái nhìn của ông, ông vẫn có thể nói một hai, theo ông thấy phân lâu tất hợp, trước khi tới đại lục, ông cho rằng trong ngắn hạn có lẽ không thể thực hiện được nhưng sau khi đến đây rồi ông mới ý thức được có lẽ ngày này sẽ tới nhanh hơn so với dự đoán của ông cùng chung nguồn máu cùng chung văn hóa theo sự phát triển nhanh chóng của đại lục tranh lệch kinh tế của hai bên bờ biển cũng đang không ngừng thu hẹp mặc dù có những người luôn miệng cường điệu giới hạn nhưng lĩnh vực văn hóa kinh tế đã lặng lẽ tiến hành dung hợp chuyện nước chảy thành sông thì không cần nhiều lời khưu chỉ đống ở bên cạnh nhắc nhở cha cha uống say rồi từ những lời này của ông ta có thể nhìn ra, tuy rằng là người một nhà, nhưng Khưu chỉ đống khi cha phát biểu quan điểm chính trị vẫn biểu hiện ra vẻ khá cẩn thận. Khưu Hạc Thanh nói, cha chưa uống say, chỉ đống, cha biết con băn khoăn cái gì. Cha vừa mới khen côn, nhưng hiện tại cha lại phải nói con mấy câu. Tính ham nói của lão gia tử hôm nay triệt để bị kích phát rồi. Khưu chỉ đống cười nói, cha, cha cứ nói. Khưu Hạc Thanh nói, người Trung Quốc chúng ta chú ý thương nhị ưu tác sĩ, thương nhân làm sinh ý tốt, cảm thấy trong phạm trù này không thể chứng minh được hết năng lực của mình, thường thường sẽ hướng ánh mắt tới chính giới. Từ sau khi cha giao vương triều kim cương cho con, cha cũng rất ít hỏi đến chuyện kinh doanh của con, các con sợ cha lo, cũng rất ít đem chuyện sinh ý nói cho cha biết, cho nên có một số tin tức cha vẫn biết được từ báo chí. Khư Phượng Tiên cười nói, cháu thấy ông nội nên tham gia hội nghị thành viên hội đồng quản trị lại. Khư Hạc Thanh nói, lui rồi là lui, Đầu óc của ông đã sớm không còn theo kịp trào lưu hiện đại, nếu như ông tới cuộc họp thành viên hội đồng quản trị nói chuyện, chỉ sợ đám thành viên hội đồng quản trị sẽ đối đãi với tôi như trẻ con, ngoài mặt thì kính ông, trong lòng không biết sẽ giễu cợt ông là lão già hồ đồ như thế nào. Trương đại quan nhân nói, Khưu lão, tôi thấy ngài không hồ đồ chút nào, đầu óc so với đám người trẻ tuổi chúng tôi còn minh mẫn hơn. Khưu lão nói, không được, già rồi chính là già rồi, tôi giờ nói mọi người nguyện ý nghe có lẽ không phải là bởi vì tôi nói đúng, mà là bởi vì các người mọi người cảm thấy tôi lớn tuổi rồi, kinh trọng tôi nên mới nghe. Ông ta nói tiếp những lời vừa rồi, chỉ đống, người ta cả đời có thể làm tốt một chuyện cũng là đủ rồi, con trong kinh thương vô cùng thành công, giành được thành tích khiến cha kiêu ngạo, cha không rõ vì sao con không kiên trì đi tiếp trên con đường này mà lại muốn giao thiệp với chính đàn. Khưu chỉ đống nói, thời đại thay đổi rồi, sinh ý cũng không còn đơn thuần như trước đây, vương triều kim cương đã phát triển tới bình cảnh, nếu như không thay đổi, tương lai cái chờ đợi chúng ta chỉ có sự sụp đổ. Khưu lão nói, cuộc diện chính trị của Đài Loan mấy năm nay, tác dụng mà tiền tài có thể mang tới càng lúc càng lớn, cha không tin, một đám chính khách dùng tiền đưa lên có thể đại biểu cho lợi ích của toàn người dân, con muốn làm gì cha biết, nhưng chính trị tuyệt đối không đơn giản như con nghĩ đâu, con tiêu tiền trên người chính khách, cho rằng chính khách sẽ đại biểu cho lợi ích của con, Khưu lão lắc đầu, trong mắt chính khách chỉ nhìn thấy lợi ích chính trị của hắn thôi, điều này quyết định con hiện tại phục vụ cho hắn thì vĩnh viễn phải phục vụ cho hắn, một khi lợi ích của con và hắn xảy ra xung đột, hắn sẽ là người đầu tiên ra tay đối phó con, cho nên cha Thủy chung cho rằng, làm sinh ý vẫn nên đơn thuần một chút. Những lời nói của Khưu Hạc Thanh khiến tất cả mọi người ở đây lâm vào suy tư, Khưu chỉ đúng biết cha đối với mình trong mấy năm gần đây giao thiệp với chính trị rất có phê bình kín đáo, có điều chưa bao giờ lộ ra ngoài mặt giống như hôm nay. Khư Hoạc Thanh không cho rằng lời nói của cha tất cả đều chính xác. Những gì lão gia tử nghĩ, thật ra hắn cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Nếu mọi người đều đang đùa với tiền tài chính trị, mình vì sao không thể tham dự? Mình thông qua thủ đoạn chính trị để mưu cầu lợi ích kinh tế lớn hơn tựa hồ cũng không có gì sai. Lão gia tử lớn tuổi, lá gan cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Khư chỉ đống trong lòng không ngừng tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ khiêm tốn cha. Con tôi hiểu rồi. Khưu Hạc Thành trước mặt mọi người nói con trai vài câu, nhìn thấy con trai Thành khẩn đáp lại như vậy, cũng không đành lòng tiếp tục nói tiếp đề tài này, bảo Trần Sùng Sơn, "Sùng Sơn, nhiều năm như vậy, cậu một mình rời xa cuộc sống đông người, sống đã quen chưa?" Chương 2295, không thích hợp ba. Trần Sùng Sơn mỉm cười nói, "Cha, con trời xanh tính không thích náo nhiệt, ở trong núi săn thú mà sống, nhàn rỗi thì viết tranh vẽ tranh, cũng tính là thoải mái." Khưu Hạc Thanh liên tục gật đầu tốt, 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 hiện tại con người ta rất ít có thể được yên tĩnh, thật ra hiểu rõ nhân sinh thì nhất định phải khiến mình yên tĩnh trước tiên. Mấy người tán gẫu rất náo nhiệt liền thấy từ xa xa có hai đạo thân ảnh đi tới, tới gần mới thấy thì ra là cảnh Tú Cúc và Trần Tuyết, cảnh Tú Cúc tuy rằng được Trần Sùng Sơn thừa nhận, nhưng cô ta cũng ngại ở chung với mọi người, dứt khoát ra gần Sơn đạo đón con gái, Trần Tuyết vừa mới từ Kinh Thành về. Nhìn thấy hai mẹ con tới, Trần Sùng Sơn cười nói, tiểu tuyết đã về rồi à? Trần Tuyết tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng không che giấu được một thân khí chất siêu phàm đầy thiên địa linh tú của cô ta. Khư Hạc Thanh nghe nói đây là con gái của cháu ngoại thì cũng vô cùng vui mừng, đứng dậy. Cảnh Tú Cúc dẫn Trần Tuyết tới bên cạnh Khư Hạc Thanh, cười cười giới thiệu, ông ngoại, đây là con gái cháu Trần Tuyết. Khư Hạc Thanh vươn tay ra nắm tay Trần Tuyết, tiểu tuyết trông xinh đẹp quá. Trần Tuyết dịu dàng cười nói, chào cụ ngoại khưu hạc thanh gật đầu nói vẫn chưa ăn cơm phải không mau ngồi xuống đi trần tuyết nói cháu trên đường đã ăn rồi mọi người cứ ăn đi ạ à. cháu đi pha chút trà giã sơn cho mọi người ăn xong uống sau khi trần tuyết rời khỏi khưu phượng tiên cười nói ông nội ông rất thích tiểu tuyết đúng không cháu sao chưa bao giờ nghe thấy ông khen cháu như vậy khưu hạc thanh nói đứa nhỏ này trông ngoan ngoãn nghe lời còn là thạc sĩ sinh của thanh hao đúng là tài mạo song toàn về sau nhất định phải tìm một con cháu danh môn môn đương hộ đối. Trương đại quan nhân nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, lão gia tử, ngài thôi đừng quan tâm. Con cháu danh môn gì có thể tốt hơn tôi được. Khưu Chỉ đống nói, con thấy công tử của phó chủ tịch lương không tồi, không bằng để con làm nguyệt lão. Trần Sùng Sơn nói, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi hay là cứ để tự chúng làm chủ đi, tôi tuy rằng là thôn phu sơn dã, nhưng tôi cũng biết đã qua thời lệnh cha mẹ lời mai mối rồi cho nên chúng ta đừng quan tâm làm gì khưu hạc thanh cười nói nói rất đúng bằng vào điều kiện của tiểu tuyết trung thân đại sự của nó căn bản không cần chúng ta quan tâm cảnh tú cúc đi theo con gái vào nhà đá trần tuyết để bọc hành lý xuống rồi đi lấy lá trà cảnh tú cúc nói tiểu tuyết những lời vừa rồi của cụ ngoại con có nghe thấy không trần tuyết thờ ơ nói cái gì cảnh tú cúc tới trước mặt con gái nhìn hai mắt của cô ta nói đừng giả bộ hồ đồ với mẹ trung thân đại sự của con ấy trần tuyết nói con không quen biết gì bọn họ bọn họ nói gì chúng ta cứ nghe thôi là được cảnh tú cúc nói khư gia là nhà giàu số một số hai của đài loan con có nghe nói không vương triều kim cương là của là bọn họ đó trần tuyết nói mẹ biết là của người ta ôi cần gì phải biểu hiện hưng phấn như vậy cảnh tú cúc nói đứa nhỏ này này chúng ta không phải có thân thích hư Trần Tuyết nói, thân thích thì sao? giàu ở thâm sơn có họ hàng xa, nghèo ở ven đường không có ai hỏi, mẹ đã bao giờ nghe thấy đạo lý này chưa? Cảnh Tú Cúc nói, cụ ngoại của con không phải loại người như vậy. Trần Tuyết nói, cuộc sống của chúng ta đang tốt đẹp, việc gì phải cần người khác giúp? Cảnh Tú Cúc nói, nhà đầu ngốc, mẹ không phải muốn bọn họ giúp chúng ta gì cả, thật ra vừa rồi bọn họ nói không sai, con gái à, tìm chồng nhất định phải tìm một người gia thế giàu có, cái gì có tính uống nước cũng ngon, vợ chồng ân ái khổ cũng thành ngọt tất cả đều là chuyện ma quỷ lừa dối người. Thời đại này, tất cả đều phải nhìn vào kinh tế, mẹ cũng cảm thấy rất tốt, nếu như bọn họ có thể giúp con ở Đài Loan tìm một công tử nhà giàu, con sau này không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Mẹ, mẹ có phiền hay không? Cảnh Tú Cúc nói, không, sao mà phiền, mẹ đã xem rất nhiều phim Đài Loan rồi, bên kia cuộc sống con cháu nhà giàu rất xa hoa, con gái à, con còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, tin mẹ đi, mẹ là là người từng trải rồi. Trần Tuyết thở dài, mẹ, đã nói với mẹ bao nhiêu rồi, con hiện tại lấy nghiệp học làm trọng, đối với việc này không có hứng thú gì cả. Cảnh Tú Cúc nói, con là con gái, nghiệp học cái gì giấu lớn không phải mẹ dạy con, nhưng nữ nhân quan trọng nhất không phải là nghiệp học cũng không phải là sự nghiệp gì cả, quan trọng nhất là hôn nhân và gia đình, trong xã hội hiện tại, nữ hài tử bằng cấp cao cũng không được yêu thích, bằng cấp càng cao thì càng khó tìm được đối tượng trần tuyết bất lực bật cười mẹ tìm được hay không là chuyện của con tóm lại mẹ cũng đừng quan tâm làm gì cầm hộ con cô ta đưa sơn trà đã được rót đầy cho mẹ cảnh tú cúc cầm lấy bình trà rồi tiếp tục nói con nhìn đám bạn học của con đi người khác không nói nói chịu tĩnh đi người ta cũng sinh con rồi co không ngờ ngay cả đối tượng cũng không có trần tuyết nhìn mẹ một cái dứt khoát không để ý tới tới cô ta nữa Cảnh tú cúc ngược lại càng nói càng có lực, vốn trương dương cũng không tồi, chỉ tiếc thằng ôn này đã đính hôn rồi. Trần Tuyết nói, con hiện tại đã hiểu vì sao ông ngoại không thích mẹ. Ôi, con mẹ này, phản rồi. Đỗ Thiên Giã và Khưu chỉ đống cùng nhau uống sơn trà, hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng sau giờ ngọ, có chút thoải mái. Khưu chỉ đống nhìn cháu ngoại, Thiên Giã, ông nghe nói cháu sẽ đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ thành phố Tĩnh Hải. Đỗ Thiên Giá cười nói, tin tức của ông cũng linh thông thật. Hắn lập tức nghĩ tới chắc tin tức từ Khưu Chỉ Đống, nói khẽ nghe cha Tấn Bắc nói phải không ạ? À? Khưu Chỉ Đống không hề phủ nhận, cười cười gật đầu, hắn ở Kinh Thành vẫn có một số nhân mạch. Đỗ Thiên Giá cũng không lại, dù sao anh trai cha Tấn Bắc trước mắt đang đảm nhiệm chức phó bộ trưởng Trung Tổ Bộ, mấy tin tức này luôn sẽ đi trước người ta một bước. Đỗ Thiên Giã nói, cậu nếu muốn tới tính hải đầu tư, cháu có thể cung cấp một số tiện lợi, Khưu chỉ đống nói, sinh ý của Vương Triều Kim Cương đã sớm đi vào quỹ đạo rồi, hiện tại ông trên cơ bản đã ném hết cho chúng, không hỏi gì nữa. Đỗ Thiên Giã nói, cậu đối với thời cuộc của Đài Loan chắc hẳn tìm hiểu vô cùng thấu triệt. Khưu chỉ đống mỉm cười nói, những lời mà ông ngoại cháu vừa nói, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Đỗ Thiên Giã cười nói, sao gì? Phong độ tao nhã của ông cậu này đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, khí khái và phong cách rất khác vẫn những thương nhân nội địa mà hắn hay tiếp xúc. Khưu chỉ đống nói, cậu đối với một số lời của lão nhân ra thì không dám gật bừa, cháu là người trong quan trường, tuy rằng vị trí trận doanh của chúng ta bất đồng, nhưng có một số việc dù sao vẫn tương thông, thiên giã, trong kinh thương có thể hoàn toàn phân tách với chính trị hay không, nói một cách khác, rốt cuộc có thương nhân thuần túy hay không. Đỗ thiên giã nheo mắt lại nhìn hoàng hôn trên đỉnh núi, một lúc sau mới đưa ra đáp án phủ định, không có. Khưu chỉ đống nói nông dân dựa vào trời để ăn cơm thương nhân thì cần nhờ chính sách để ăn cơm một tin tức có thể khiến cho thị trường chứng khoán sôi sục cũng có thể khiến giá cổ phiếu đi lên mạnh mẽ cậu cũng từng muốn làm một thương nhân thuần túy nhưng theo sinh ý mở rộng muốn bảo trì phần thuần túy này đã là không thể muốn tập đoàn sinh tồn thật tốt thì nhất định phải tìm được thổ nhưỡng thích hợp Đỗ Thiên giã nói cháu nghe nói cậu đang tài trợ tranh cử Khưu chỉ đống cười nói đúng như những lời ông ngoại cháu nói. Kim Nguyên chính trị, mục đích cậu tham dự vào trong đó chỉ có một, chính là muốn người lãnh đạo tương lai có thể đại biểu cho lợi ích của gia tộc chúng ta, tư tâm quấy phá, tư tâm quấy phá. Đỗ Thiên Dã nói, cháu luôn cảm thấy chính trị là hoạt động mạo hiểm, tham dự vào trong đó sẽ luôn chọc phải một số kẻ địch. Khưu Chỉ Đống nói, bất kỳ ai cũng đều sẽ có kẻ địch, con người thật ra là động vật ham đấu đá nhất trên thế giới này, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt tài phú, tranh đoạt quyền lực ánh mắt hắn hướng sang đỗ thiên giã, chủ nghĩa cộng sản mà các cậu gọi rốt cuộc là gì? Làm hết năng lực, phân phối theo nhu cầu, cậu có biết dục vọng của con người là không có giới hạn hay không? Đỗ thiên giã nói, cái đó phải thành lập trên độ cao văn minh vật chất và trên cơ sở văn minh tinh thần. Khưu chỉ đống nói, tôi không đánh giá cao. Đỗ thiên giã mỉm cười nói, cậu nếu kiêu chỉ giống như cháu thì có thể đã sớm trở thành một phần tử trong chúng cháu rồi. Khưu chỉ đống cười ha ha. Tối hôm đó người của khưu gia không đi, tới ở nhờ tử Hà Quan, lão đạo sĩ đặc biệt bảo tiểu đạo đồng dọn dẹp nam gian phòng cho khách ở. Trần Sùng Sơn tối hôm đó nói chuyện với khưu Hạc Thanh cho tới đêm khuya, cũng nghỉ ngơi ở trong tử Hà Quan, khưu Phượng Tiên thì không quen ở tử Hà Quan, chủ động yêu cầu Trần Tuyết ở cùng với cô ta. Trương Đại Quan Nhân và Đỗ Thiên Giã ở cùng một phòng, thằng cha này chạy đến hầm rượu của lão đạo sĩ trộm một vò rượu quý của ông ta, lại vào bếp kiếm một đĩa lạ cùng Đỗ Thiên Giã uống trong phòng. Cho tới tận khi uống sạch rượu hai người mới đi ngủ. Lúc nửa đêm, Trương Đại Quan Nhân trong mông lung ngửi thấy mùi khét, hắn, mở mắt ra phát hiện ngoài cửa sổ là một mảng đỏ rực. Trương Đại Quan Nhân chớp chớp mắt, lập tức ý thức được có chút không ổn, hắn vỗ vỗ Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã sau khi uống rượu ngủ rất say, lay mấy cái vẫn ngủ. Trương Đại Quan Nhân xoay người xuống giường, đưa mắt nhìn mới phát hiện bốn phía cửa sổ tất cả là lửa đỏ rực không khỏi toát mồ hôi lạnh, xoay người nhéo lỗ tai đỗ thiên giã, lão đỗ, tỉnh lại mau, xảy ra đại sự rồi. chương 2296, cháy 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 một Đỗ thiên giã mở đôi mắt nhập nhèm vì mắt buồn ngủ ra, bên ngoài đã ánh lửa ngút trời, khói đặc từ khe cửa sổ ùa vào, hắn cả kinh nói cháy rồi. Trương Dương nói, lão đỗ, trùm chăn lên người, tôi dẫn anh ra ngoài. Đỗ thiên giã vội vàng trùm chăn bông lên người, trương dương ôm lấy đỗ thiên giã đã được bọc như bánh trưng trong tiếng kinh hô của đỗ thiên giã trương đại quan nhân bay lên trời hắn dùng thân thể phá vỡ mái ngói nóc nhà vững vàng bay lên trên nóc nhà phóng mắt nhìn toàn bộ tử hà quan đều bị lửa lớn bao trùm trương đại quan nhân cũng không hiểu lửa sao lại đột nhiên bốc lên hắn tung người bay mấy cái hạ xuống một khu vực trống trải đặt đỗ thiên giã xuống cũng chẳng buồn nói gì với đỗ thiên giã lại tung người nhảy lên nóc nhà thế lửa tuy rằng đã che kín cửa sổ nhưng trước mắt vẫn chưa lan tới nóc nhà, kể ra mà nói thì lên nóc nhà là cách chạy trốn tương đối an toàn, đương nhiên cái này phải dựa trên cơ sở võ công siêu quần của Trương Đại Quan Nhân. Trương Đại Quan Nhân động tác mau lẹ đã hạ xuống nóc nhà bên cạnh, không đợi hắn phá vỡ nóc nhà thì đã nghe thấy mái ngói bên cạnh phát ra tiếng ầm ầm, hai đạo nhân ảnh từ bên trong bay lên, Trương Dương nhìn rõ, chính là Trần Tuyết dẫn Khư Phượng Tiên bay lên, Trần Tuyết giao Khư Phượng Tiên cho Trương Dương rồi xoay người lại nhảy vào trong phòng cô ta lần này phải đi cứu tô viện viện. Trương đại quan nhân tóm lấy Khư Phượng Tiên vẫn kinh hồn chưa, nói khẽ tôi đưa cô xuống. Khư Phượng Tiên vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì thân thể đã bị Trương Dương nâng lên rồi ném ra ngoài, cô ta hét lên một tiếng, nhưng chỉ thấy gió bên tai vù vù, thân thể lăng không xuyên qua khói, hỏa dưới chân chỉ gần trong gang tấc, may mắn là không hề gây tổn thương cho cô ta, chờ Khư Phượng Tiên tỉnh táo lại thì mông đã hạ xuống đất, cú ném này của trương đại quan nhân cực kỳ xảo diệu khi rơi xuống đất đã xảo diệu hóa lực trùng kích của thân thể khư phượng tiên thành vô hình khư phượng tiên ngồi trên mặt đất may mà không bị thương đỗ thiên giã ở cách cô ta không xa vươn tay ra kéo cô ta dậy bên kia trần tuyết đã cứu ra tô viện viện trương đại quan nhân dở lại cách cũ ném tô viện viện tới khu vực an toàn gió núi rất lớn lửa mượn gió bốc cháy lên nhanh chóng trương dương và trần tuyết trao đổi một ánh mắt Trần Tuyết nói tôi đi cứu ông nội, anh đi cứu mấy người khác. Dưới tình thế nguy cấp, Trần Tuyết cũng chẳng buồn che giấu võ công của bản thân, thân thể mềm mại vặn một cái. Lướt đi trên nóc nhà như trên đất bằng, cô ta vừa mới tới nóc phòng nơi ông nội ở thì liền nhìn thấy phía dưới một vải nước bay ra theo hình xoắn ốc từ trong đống lửa, va và vào cửa lớn đã bị lửa liếm trọt, sau một tiếng, vải nước tan tành, nước bên trong chảy ra lênh lang, thế lửa trước cửa lập tức yếu bớt, nhưng vào lúc này, một thân ảnh màu xám đột nhiên phóng vào trong phòng, chính là lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa, động tác của ông ta cực nhanh, tiến vào trong phòng, chỉ nháy mắt đã đưa hai người ra, chính là Trần Sùng Sơn và lão gia tử Khư Hạc Thanh. Ba người vừa rời khỏi phòng thì xà ngang bị đốt cháy từ trên không rơi xuống. Lão đạo sĩ nghe thấy động tính, ngẩng đầu lên thầm kêu không tốt, ông ta quả thực nắm chắc né được cây xà ngang này nhưng ông ta nếu né thì Trần Sùng Sơn và lão gia tử khư hạc thanh bên cạnh thế tất sẽ gặp tai ương. Đúng vào lúc nguy cấp này, liền thấy một thân ảnh như cầu vồng bay vụt đến, mũi chân đá nhẹ lên xà ngang, xà ngang ở trên hư không giống như máy say gió xoay tròn, ở trong trời đêm hình thành một bánh xe lửa cạnh lớn, và lên vách tường bên phải, tia lửa bắn ra khắp nơi. Thì ra là Trần Tuyết trong lúc nguy cấp, chạy tới giải vây cho họ. Cô ta hạ xuống bên cạnh ông nội, ôm cánh tay Trần Sùng Sơn, nói với lão đạo sĩ đạo trưởng chúng ta trước tiên đi tới chỗ an toàn đã lão đạo sĩ gật đầu hai người phân biệt yểm hộ trần sùng sơn và khưu hạc thanh chạy tới khu vực chống trải khưu chỉ đống và khưu khải minh hai người ở cùng một gian bọn họ cũng bị khói làm cho sặc mà tỉnh lại bên trong khắp nơi toàn là khói hai người không phân biệt được phương hướng khưu chỉ đống cố nén đau đớn trong cổ họng hét lớn khải minh khưu khải minh nghe thấy giọng nói mới biết bác ở ngay bên cạnh hắn không nói được, theo giọng nói của bác đi tới, nắm lấy vai bác. Khưu chỉ đống vừa mới nói ra được một câu, đang muốn nói tiếp thị bị khói làm nghẹn không phát ra được tiếng. Hai người đều minh bạch nếu như tiếp tục ở trong phòng thì cho dù không bị lửa thiếu chết cũng bị khói làm cho sặc chết. Hai người lảo đảo lầm mò tiến về phía trước, Khưu Khải Minh vừa hay tìm được vị trí của cửa phòng, mừng rỡ như điên vươn tay kéo, lại bị Khưu chỉ đống túm lấy cổ tay, bên trong khói lửa mịt mù, Khưu Khải Minh nhìn bác với vẻ khó hiểu. Khưu chỉ đống vươn tay sờ sờ ván cửa, ván cửa đã nóng rực, đây là thường thức chạy trốn cơ bản nhất, nếu như không phải ván cửa ngăn cản thì lửa lớn bên ngoài chỉ sợ đã tràn vào rồi, nếu như lỗ máng kéo cửa ra, hai người khẳng định sẽ táng thân trong biển lửa. Khưu Khải Minh cũng sờ ván cửa, cả kinh toát mồ hôi lạnh, khi hai người ở trong phòng giống như kiến bò trên chảo nóng, tìm kiếm đường ra chung quanh thì nghe thấy nóc nhà phát ra một tiếng rắc từ bên ngoài bị người ta phá ra một cái lỗ lớn, cửa sổ ở mái nhà đã mang tới hiệu quả thống khói, khói đột nhiên ùa lên trên, mùi khét trong nhà tựa hồ cũng mất đi. Khưu chỉ đống và Khưu Khải Minh nhìn cái lỗ lớn kia, bằng vào hai người bọn họ thì không có có bản lĩnh nhảy lên, có điều hai người cũng hiểu rõ, thế lửa vẫn chưa lan tới nóc nhà, nếu không thì cũng không vô duyên vô cớ xuất hiện một cái lỗ lớn. Thân ảnh của Trương Dương cuối cùng cũng xuất hiện ngoài cái lỗ, hắn dễ dàng nhảy xuống, nhưng vào đúng lúc này, thế lửa cũng tràn vào trong phòng, nguyên nhân rất đơn giản, cái lỗ lớn mà hắn phá ra đã cổ vũ thế lửa. Khưu chỉ đống và khưu khải minh đều bị hun cho nước mắt, căn bản không nhìn rõ người nhảy xuống là ai. Trương đại quan nhân đi tới, mỗi tay tóm một người, lớn tiếng nói, hai người đi theo tôi. Những người khác dưới sự trợ giúp của Trần Tuyết và Lý Tín Nghĩa đều đã thành công chuyển rời đến khu vực an toàn, Đỗ Thiên Giã tìm được Tô Viện Viện, Viện Viện vẫn kinh hồn chưa định nhìn thấy Đỗ Thiên Giã thì liền nhào vào trong lòng hắn, không nhịn được khóc nức nở. Biểu hiện của Trần Sùng Sơn vô cùng chấn định, tuy rằng trên mặt vẫn dính không ít vết khói đen, nhưng ông ta không hề sợ hãi, kiểm cây nhân số thì phát hiện thiếu ba người, ông ta nói với Lý Tín Nghĩa chỉ đống bọn họ vẫn chưa ra. chương 2297, Cháy 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 2 Trần Tuyết ở bên cạnh nói, Trương Dương đi cứu bọn họ rồi cô ta tràn ngập lòng tin đối với Trương Dương, tin rằng bằng vào võ công của Trương Dương chắc có thể bình yên cứu ra hai người. Bản thân Khư Hạc Thanh cũng không sợ chết, ông ta đã hơn 90 tuổi rồi. Cái gì cũng trải qua rồi, người mà ông ta thực sự lo lắng là người nhà, nhìn thấy con trai và cháu trai vẫn chưa ra, phong mà họ ở là nơi thế lửa mạnh nhất, toàn bộ phòng đều đã bị lửa lớn bao trọn, không khỏi lo lắng tác đống và Khải Minh vẫn ở bên trong. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa lo lắng nhìn căn phòng nghi ngút lửa vào khói, thở dài, phòng sắp sập rồi. Ánh mắt của Trần Tuyết bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói, cẩn thận. Mấy đạo đạo hàn mang xuyên qua lửa và khói phóng tới vị trí của bọn họ, để tránh né khói lửa, bọn họ đều đã tập trung tới vị trí trung tâm đình viện phía sau đạo quan, bất kể là như thế nào cũng không ngờ, còn có người ở bên cạnh thời cơ ám sát. Từng mũi nỏ tiến gào thét mà đến, Trần Tuyết thò tay ra, ngón tay xảo diệu búng lên thân tiến, hai mũi nỏ tiến bắn về phía cô ta và Trần Sùng Sơn thay đổi phương hướng, tà tà bay vào bên trong khói lửa. Lý Tín Nghĩa vươn tay ra tóm lấy một mũi nỏ tiến gào thét mà đến, lực trùng kích của cây tiến rất lớn, dưới ma sát cao độ không ngờ làm chóc một mảng ra tay của lão đạo sĩ, lòng bàn tay nóng rát đau đớn. Một mũi nỏ tiến bắn thẳng đến ngực Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã tuy rằng nhìn thấy nỏ tiến phóng tới, nhưng hắn trong thời gian ngắn như vậy hiển nhiên không thể tránh được đầu mũi tên, sự sợ hãi tử vong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, đúng vào thời khắc sinh tử tồn vong này, Tô Viện Viện liều lĩnh lao ra, chắn trước người Đỗ Thiên Giã, nỏ tiễn đâm vào ngực trái của cô ta, đầu mũi tên nhuốm màu lòi ra ở sau lưng. Đỗ Thiên Giã hét lên một tiếng bi thương, Viện Viện. Ở bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, ra là Khư Phượng Tiên cũng bị nỏ tiễn bắn trúng. Trần Tuyết nói, đạo trưởng, ông yểm hộ bọn họ rút tới sau tấm bia đá, tôi đi bắt hắn mũi chân cô ta điểm nhẹ lên mặt đất, thân thể mềm mại đột nhiên bay lên, lướt qua hơn ba trượng, lao về phía cây bách cổ đang cháy rực phía trước, lập tức chạm nhẹ lên lên cây bách rồi bay lên không, thân hình biến ảo, bước về phía nỏ tiễn bắn ra. Đúng vào lúc này phòng của khưu chỉ đống ở cũng không chịu nổi sự thiêu đốt của lửa lớn, ầm một tiếng nổ tung, phòng sụp xuống trong khói lửa, mọi người đồng thanh kinh hô. Vẫn chưa nhìn thấy Trương Dương và khưu chỉ đống, khưu khải minh từ trong phòng đi ra sau khi khói dần dần tan đi, nhìn thấy ba đạo thân ảnh chạy tới khu vực chống trải. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa kinh hỉ nói, bọn họ không sao, bọn họ không sao. Đỗ Thiên Giá ôm Tô Viện Viện chạy ra sau tấm bia đá, liền thấy Tô Viện Viện nằm trong lòng mình, sắc mặt tái nhật sắc mặt tái nhật, khóe môi vẫn mỉm cười, nỏ tiến đã xuyên thủng ngực trái của cô ta, máu tươi nhiễm đỏ cả nửa người, không biết còn sống hay chết rồi, nghĩ tới tình cảnh Tô Viện Viện vừa rồi liều mình cứu mình. Đỗ Thiên Giã vừa cảm động lại vừa đau khổ, mắt đỏ bừng, nước mắt từ trong hốc mắt trà ra. Hắn gầm khẽ, viện viện, viện viện. Lý Tín Nghĩa và Trần Sùng Sơn cùng nhau đỡ Khư Phượng Tiên tới. Khư Phượng Tiên không hề bị thương chúng chỗ yếu hại, nỏ tiến bắn chúng đùi phải của cô ta, có điều máu vẫn không ngừng chảy, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Khư Hạc Thanh nhìn cảnh lửa cháy ngập trời chung quanh, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, ông ta cũng không rõ vì sao lại như vậy chạy trốn Trương Dương yểm hộ Khưu Chỉ Đống và Khưu Hạc Thanh chạy tới tấm bia đá thì hơn 10 mũi nỏ tiến thi nhau bắn về phía bọn họ. Trương Đại Quan Nhân dùng một cành cây dính lửa vung vẩy che kín, tạo thành một chiếc khiêng lửa xung quanh người họ. Cản hết nỏ tiến ở bên ngoài. Trần Tuyết lúc này đã tới gác chuông, nhìn thấy hai nam tử áo đen dọc theo dây thường nhanh chóng trượt ra phía ngoài. Với tính tình hỉ nộ bất kinh của Trần Tuyết, hôm nay gặp biến cố như vậy cũng không khỏi tức giận. Cô ta quát, chạy đi đâu? một loạt nỏ tiến phóng tới ngực cô ta, thân thể mềm mại của Trần Tuyết ngửa ra sau, nỏ tiến bắn sượt qua người cô ta. Sau khi nhìn thấy Khưu Chỉ Đống và Khưu Khải Minh đã trốn được tới tấm bia đá, Trương Đại Quan Nhân không đi cùng họ mà xoay người đuổi theo Trần Tuyết. Tuy rằng võ công của Trần Tuyết đã có sở thành, nhưng cô ta dù sao cũng thiếu kinh nghiệm lâm trận, Trương Dương sợ cô ta vạn nhất xuất hiện sơ suất gì. Hai đạo bóng đen dọc theo dây thường trượt đi, rời khỏi từ Hà Quan đã trở thành một mảng biển lửa, hướng bọn họ trượt đi không phải là đường cửa chính của đạo quan mà là tới đài ngắm biển. Đài ngắm biển là vị trí ngắm mặt trời mọc tốt nhất của đỉnh Thanh Vân, cũng là một trong những điểm ngắm cảnh nổi danh nhất của núi Thanh Đài. Hai hắc y nhân vừa mới tới đài ngắm biển thì Trần Tuyết cũng đã đuổi tới, hai người này đều áo đen che mặt, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều không ngờ Trần Tuyết tới nhanh như vậy. Hai người cơ hồ đồng thời giơ tay lên, mấy đạo hàn mang bắn về phía Trần Tuyết, bốn mũi sắt từ những góc độ khác nhau đồng thời gào thét bay tới, đôi mi thanh tú của Trần Tuyết khẽ nhân lại, tốc độ của cô ta không hề giảm bớt, thân thể mềm mại chợt lóe từ khe hở giữa bốn viên trông sắt bay ra. Hai hắc y nhân đã tới bên cạnh vách núi, bọn họ không tiếp tục công kích mà là tung người nhảy xuống. Trần Tuyết đuổi tới sát vách núi, đưa mắt nhìn liền thấy thân thể của hai người thẳng tắp rơi xuống, sau khi rơi xuống hơn 10 thước thì lập tức bay ngược lên, hai người mượn phản lực một lần nữa điều chỉnh thân thể, sau đó thì máy bắn tên trong tay bắn về phía vách đá, lợi dụng thế lắc lư của thân thể bay trên vách đá. Trần Tuyết hôm nay đã tức giận rồi, cô ta không chút do so dự nhảy xuống, tóm lấy dây thường đối phương vẫn chưa kịp cắt đi trên vách đá, chân trái điểm nhẹ lên vách đá, thân thể lăng không ở trên tuyệt bích cao vạn trượng nhảy ra một khoảng cách gần 20 thước. Hai hắc y nhân giống như người nhện, lợi dụng máy bắn dây bắn liên tục, quanh quẩn mà đi trên vách đá, bọn họ vốn cho rằng như vậy sẽ thoát khỏi sự truy tung của Trần Tuyết, nhưng không ngờ cô gái này quật cường như vậy bám giết không tha một đường đuổi theo càng khiến họ cảm thấy hoảng sợ là trần tuyết không ngờ vứt bỏ dây thừng tay không trèo trên vách đá hai người trao đổi ánh mắt một người lên trên một người xuống phía dưới dừng đi trên vách đá lúc này trần tuyết một tay tóm lấy cây nhỏ mọc trên vách đá thân thể mềm mại hơi cong lại xúc thế vị trí giữa ba người hoàn toàn hình thành một tam giác đều cùng với một tiếng huýt hai hắc y nhân đồng thời khởi động bọn họ từ sau lưng rút ra đao Nhật Bản hàn quang lạnh thấu xương, một tay tóm lấy dây thừng, một tay vung đao Nhật Bản, hai chân đi như bay trên vách đá, như giẫm trên đất bằng, hai người phân biệt từ hai hướng cao thấp tấn công Trần Tuyết. Trần Tuyết không nhúc nhích. Ánh đao hiện lên, hai thanh đao Nhật Bản phân biệt từ trên dưới chém về phía người Trần Tuyết. Trần Tuyết bỗng nhiên buông cây nhỏ, nhánh cây nhận tính 10 phần bắn ngược ra ngoài, tính toán góc độ và phương hướng cực kỳ tinh diệu, vừa hay chặn được đao của võ sĩ phía trên, đao Nhật Bản và thân cây va chạm, bốp một tiếng, thân cây bị cắt gọn, tuy rằng như vậy, công kích của võ sĩ đó cũng bị hóa giải. Võ sĩ phía dưới một đao chém về phía Trần Tuyết, nhưng thân thể Trần Tuyết giống như con rơi đổi chiều, chỉ dùng hai chân móc lên cây để giữ thăng bằng, một đao này chém hụt, Trần Tuyết một trường nhẹ nhàng đánh ra, chúng ngực võ sĩ đó. Một trường này ra tay tựa hồ không quá nặng, nhưng lại khiến võ sĩ này từ trong lòng cảm thấy một loại cảm giác hư không vô tận trong khoảnh khắc thân thể tựa hồ đột nhiên mất hết lực lượng hắn thét lớn một tiếng thân thể bay về phía sau vốn muốn mượn thế lắc lư để tìm kiếm chỗ đặt chân nhưng không biết vì sao hắn không ngờ ngay cả dây thừng cũng không nắm được tay trượt một cái không ngờ từ trên vách đá rơi xuống được mấy chục thước mới phát ra một tiếng hét thảm gã võ sĩ còn lại nhìn đồng bạn dọc theo vách đá thẳng tắp rơi xuống trong giây lát đã không thấy đâu chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sơn cốc trống trải, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Có điều thằng cha này nhanh chóng chấn định lại, đao trong tay ở trên hư không vẽ ra hoa đao, ánh mắt quan sát Trần Tuyết, ngưng tụ lực lượng chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai. Cổ tay tóm lấy dây thừng màu đen, chân phải của võ sĩ đá thật mạnh lên vách đá, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ dung mạo của Trần Tuyết, ánh trăng phủ một vầng sáng lên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Trần Tuyết, cả người cô ta tựa như đóa hoa bách hợp sinh trưởng trong u cốc, rất đẹp, đẹp tới siêu phàm thoát tục. Sát khí trong lòng võ sĩ không khỏi có chút dao động, nhưng hắn dù sao cũng là sát thủ chuyên nghiệp, rất nhanh đã chấn định lại, giơ đao trong tay lên, cổ họng phát ra một tiếng hú như dã thú. Chương 2298, cháy 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 3. Có điều tiếng hú chỉ vang được một nửa thì một bàn tay to từ phía sau tóm lấy cổ hắn, rắc một tiếng, cổ võ sĩ này đã bị vặn gãy, võ sĩ đao cũng lọt vào trong tay người đánh lén. Trương đại quan nhân từ trên trời giáng xuống, trước khi võ sĩ này phát động tấn công đã bẻ gãy cổ hắn. Thuận tay đẩy một cái, thân thể võ sĩ từ trên vách đá cao rơi xuống, theo chân đồng bạn. Trương đại quan nhân một tay tóm lấy dây thừng, một tay cầm đao Nhật Bản, mỉm cười nhìn Trần Tuyết thân thể bám chặt trên vách đá, một trường vừa rồi chính là sinh tử ấn à. Trần Tuyết cười khẽ, gió đêm thổi bay mái tóc của cô ta. Giống như tơ lụa màu đen tung bay sau đầu, cô ta vươn bàn tay mềm trắng nõn ra, vén tóc rủ trên má, tuy rằng chỉ là động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại lộ ra phong tư vô hạn, cô ta nói khẽ anh nên bắt hắn để hỏi. Những lời này của Trần Tuyết hiển nhiên đang trách cứ Trương Dương không lưu lại người sống. Trương đại quan nhân lười biếng thở dài, có một số lời không nhất định phải hỏi hắn. Hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân đang nhanh chóng từ xa tới gần sáu bóng đen từ vách đá vách đá chạy vội tới, tuy rằng dựa vào dây thường trợ giúp, nhưng ở trên vách núi vạn trượng này, dùng tốc độ như vậy để chạy là rất khó. Chẳng những cần năng lực giữ thăng bằng siêu cường, đồng thời cũng phải có tố chất tâm lý hơn người. Trương đại quan nhân hừ lạnh một tiếng, tóm lấy dây thừng, thân thể và vách núi hình thành một góc gần như vuông góc, sau đó, hai chân hắn đá thật mạnh lên vách đá. Thân thể bay lên, ở trên hư không vẽ ra một đường cong thật lớn, Ninh đón sáu võ sĩ si áo đen. Sáu võ sĩ si áo đen vốn xếp thành một hàng phóng về phía trương dương, nhưng trong nháy mắt trương dương nhảy khỏi vách đá thì bọn họ nhanh chóng tản ra. Một gã võ sĩ si áo đen không ngờ buông dây thừng, bay lên không, dùng thế cá nhảy đánh về phía trước. Mục tiêu của hắn không phải là trương dương mà là sợi dây thừng buộc giữa trương dương và vách núi. Trong mắt hắn, chặt đứt thì có nghĩa là chặt đứt đường số mệnh của đối phương. Đồng thời vào lúc hắn khởi động một gã võ sĩ si áo đen khác từ bên dưới lao lên chuẩn bị tiếp ứng giữa đoàn đội sáu người này trải qua phối hợp trường kỳ rất ăn ý với nhau áo đen võ sĩ si hai tay giơ cao đao nhật bản hai chân cong lại ở trên vách núi làm ra động tác như vậy phải có khí thế vứt bỏ sinh tử giơ tay chém xuống đao phong chuẩn xác chém lên dây thừng dây thừng trong tay trương đại quan nhân đứt ở giữa song vẻ mặt của hắn lại không hề hốt hoảng khóe môi ngược lại hiện ra một nụ cười đắc ý thoát ly dây thừng, thân thể hắn ở trong không trung thay đổi góc độ một cách bất khả tư nghị, giống như chim to lăng không đảo một cái, đánh về phía võ sĩ phía dưới, võ sĩ đó đang chuẩn bị tiếp ứng đồng bạn chặt đứt dây thừng. Hắn ngẩng đầu, cánh tay vươn ra đang chuẩn bị làm động tác tiếp ứng, nhưng trong mắt lại nhìn thấy một mảng ánh đao thê lương, ánh đao này đến từ chính trương đại quan nhân, trương dương ở thời khắc mấu chốt xuống tay không hề hàm hồ, một đao đã chém dụng đầu tên võ sĩ đó, tay trái thì tóm lấy dây thừng, lợi dụng lực trùng kích kéo dây thừng về phía trước. Gió bên tai vi vút, võ sĩ chặt đứt dây thừng đầu tiên phía trên rơi xuống, đồng bạn vốn phụ trách tiếp ứng hắn đã bị Trương Dương chặt bay đầu, hắn muốn tóm lấy dây thừng, nhưng dây thừng lại bị Trương Dương đẩy đi, thằng cha này trợn to mắt, hai tay vung vẩy, muốn tóm lấy gì đó, đáng tiếc động tác của hắn căn bản chính là phí công, kêu thảm ngã xuống. Trương đại quan nhân cười ha ha, nheo mắt lại nhìn bốn gã võ sĩ còn lại. Bốn gã võ sĩ bỗng nhiên giơ tay lên, Trương Đại Quan Nhân đã nhìn ra trước ý đồ của bọn họ, chân phải đạp lên vách đá, thân thể lay động như quả lắc đồng hồ, một loạt trông sắt bắn tới chỗ hắn vừa đứng, trông sắt va chạm với vách đá, tia lửa bắn ra bốn phía, trong trời đêm giống như sao lấp lánh. Trương Đại Quan Nhân từ sự ra tay của đám người này đã phán đoán ra, nhóm người này là ninja Nhật Bản, đao Nhật Bản trong tay ném ra ngoài, đao phong Nhật Bản xoay tròn như bánh xe, theo hình cung bắn về phía trước một gã võ sĩ áo đen trong đó tránh không kịp, bị đao phong xuyên thấu thân thể, cắm dính trên vách núi. Mấy gã võ sĩ đã tập trung tất cả sự chú ý lên trên người Trương Dương, bỏ qua sự tồn tại của Trần Tuyết. Lúc này Trần Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện phía sau một gã ninja, một trường đánh lên đầu vai hắn, tên võ sĩ đó chỉ cảm thấy tứ chi tê dần, ngã thẳng xuống. Hai võ sĩ còn lại lúc này mới ý thức được đại sự không ổn, nếu như tiếp tục ở lại, chỉ sợ bọn họ tính mạng của chỉ sợ bọn họ cũng khó bảo toàn. Hai người không phát động tấn công, dùng máy bắn tay bắn tới vách đá đối diễn, tóm lấy dây thừng rồi trượt đi. Trương đại quan nhân lúc này nào có chịu để bọn họ đào tẩu, thân thể rời khỏi vách đá, nhanh như hổ đói vổ mồi tóm lấy một gã ninja áo đen, ninja đó không ngờ hắn thực sự có gan phi tới, nhấc khuỷu tay lên đánh về phía sau, ý đồ đánh hắn ngã xuống, nhưng khuỷu tay sau khi đánh trúng ngực Trương Dương thì giống như đánh lên gỗ mục, căn bản không phát huy được lực lượng gì. Trương Dương vươn tay điểm trúng huyệt đạo của hắn, từ bên hông hắn rút ra đao Nhật Bản, dùng sức ném mạnh về phía võ sĩ đằng trước, đao Nhật Bản dưới cú ném toàn lực của hắn không khác gì cường cung kinh nỏ, đâm xuyên qua thân thể võ sĩ si áo đen đó, hắn hét thảm rồi ngã xuống vực sâu vạn trường. Thế lửa của tử Hà Quan không thấy yếu đi chút nào, đỗ thiên giã hai mắt đỏ ngầu ôm tô viện Việt, như nổi điên chạy về phía cửa lớn, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa giữ hắn lại, không được, đường phía trước bị lửa che rồi, không ra được. Đỗ Thiên Giã bị phấn hết lên, nhưng cô ấy sắp không xong rồi. Vết thương của Tô Viện Viện vẫn đang đổ máu, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Viện Viện, trong nhất thời cũng không có chú ý. Trần Sùng Sơn ở bên cạnh nói, phải nghĩ biện pháp cứu đứa nhỏ này. Đang nói chuyện thì tường viện phía trước đổ sập xuống, lộ ra một lỗ hồng lớn. Khư Hạc Thanh kinh hỉ nói, bên kia chắc có thể ra ngoài được. Mấy người đỡ tô viện viện và Khư Phượng Tiên chạy tới chỗ hồng, tới trước chỗ hồng thì lại phát hiện cách chân núi còn tới hơn 10 thước, ở giữa cũng không có lối ra, cho dù bọn họ thường ngày cũng không thể tự do lên xuống, huống chi hiện tại còn có người bị thương. Bọn họ đang cân nhắc nên thoát ly khốn cảnh như thế nào thì Trương Dương xuất hiện trong tử Hà quan, hắn lớn tiếng nói, đi theo tôi. Đỗ Thiên Giã nhìn thấy Trương Dương thì tựa như nhìn thấy cứu tinh, hắn ôm tô viện viện chạy tới trương dương mau cứu cô ấy cô ấy sắp không xong rồi trương dương vừa rồi chỉ lo truy kích hung thủ lại không nghĩ rằng tô viện viện bị thương nặng như vậy phải biết rằng tô viện viện còn là chị gái cùng cha khác mẹ của hắn cốt nhục liền tâm nhìn thấy thảm trạng của tô viện viện trương đại quan nhân cũng đau lòng không thôi hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo của tô viện viện giúp cô ta cầm máu thử mạch của cô ta rồi nói khẽ phải nhanh một chút đưa cô ta xuống núi nhìn vẻ mặt lo lắng của đỗ thiên giã trương dương an ủi anh yên tâm có tôi dùng chân nguyên bảo vệ tâm mạch của cô ta sinh mệnh chắc không có vấn đề gì chỉ là tên đã đâm xuyên người cô ta phải phẫu thuật lấy ra phương diện phẫu thuật không phải sở trường của trương dương trương dương bảo mọi người đi theo phía sau hắn hắn một quyền đánh sập cửa núi dẫn mọi người đi qua đống đổ nát trần tuyết thì đang chờ ở bên ngoài trương dương giúp khư phượng tiên cầm máu một đám người chia làm hai nhóm một nhóm thì xuống núi, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa thì không đi theo, bởi vì tiểu đạo đồng đã mất tích trong đám cháy, ông ta lựa chọn ở lại đi tìm tiểu đạo đồng, Trần Sùng Sơn thì lo lắng ông ta một mình ở lại có chuyện, cho nên cũng ở lại với ông ta, Khư Hạc Thanh tuổi già sức yếu, cũng không muốn lúc này tăng thêm gánh nặng cho bọn họ, dứt khoát ở lại với Trần Sùng Sơn. Trần Tuyết cũng ở lại, đây là ý tứ của cô ta và cũng là ý tứ của Trương Dương, dù sao trong nhóm người này võ công của Trần Tuyết cao nhất, nếu như lại xuất hiện phiền toái, Trần Tuyết có năng lực ứng phó, và lại tên ninja Nhật Bản cũng phải do cô ta phụ trách trông giữ. Trương Dương, Đỗ Thiên Giá, Khư Chỉ Đống, Khư Khải Minh năm người hộ tống Tô Viện Viện và Khư Phượng Tiên xuống núi. Đỗ Thiên Giá Thủy Trung ôm Tô Viện Việt, Khư Chỉ Đống và Khư Khải Minh thì thay phiên nhau cõng Khư Phượng Tiên, nhưng được nửa đường thì hai người kiệt sức, Trương Dương cõng thay. Khư Chỉ Đống không nói gì, nhưng Khư Khải Minh thì vẻ mặt phẫn nộ, khi tới gần thác Bôn Long, Khư Khải Minh nói, không ngờ chỉ an của đại lục lại kém như vậy. Trương đại quan nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý đến, Khư chỉ đống kéo tay áo Khư Khải Minh, ra hiệu cho hắn nói ít thôi, để tránh khiến người ta không vui. Sau khi mấy người lên xe, Trương Dương lập tức liên hệ với Vô Tử Lương, thương thế của Tô Viện Viện vô cùng nghiêm trọng, phải do Vô Tử Lương tự mình mổ chính, ở phương diện Tây Y, người Trương đại quan nhân tín nhiệm nhất chính là Vô Tử Lương chương 2299, Hiến Máu 1. Khi đoàn người Trương Dương chạy đến bệnh viện của Vu Tử Lương ở Giang Thành thì Vu Tử Lương đã sai người chuẩn bị trước phẫu thuật, Khi quyết định tự mình phẫu thuật cho tô viện viện, về phần khư phượng tiên thì do vợ y chu tú lệ mổ chính. Sau khi hai người bị thương xong xong được đẩy vào phòng phẫu thuật, khư khải minh không khỏi oán hận, trong mắt hắn thì thương thế của chị họ và tô viện viện đều rất nghiêm trọng, nhưng phía bệnh viện vì sao phải nặng bên này nhẹ bên kia, có điều thằng cha này cũng không dám lộ ra trước mặt mọi người, lặng lẽ nói với Khưu Chỉ đồng ý nghĩ trong lòng. Biểu hiện của Khưu Chỉ đống đối với việc này cũng rất thản nhiên, y thấp giọng dặn dò Khưu Khải Minh, thương thế của Tô tiểu thư nặng hơn, xử lý không ổn sẽ nguy hiểm tới tính mạng, chị họ của cháu bị thương ở vai phải, không có nguy hiểm tới tính mạng. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng cũng lo lắng vô cùng, dù sao cũng là cốt nhục liền tâm phẫu thuật tiến hành bao lâu thì nhóm máu của tô viện viện liền xuất hiện báo nguy, một hộ sĩ ra ngoài phòng phẫu thuật, nói với mọi người có người nhà của tô viện viện hay không. Đỗ Thiên Giã đứng dậy. Hộ sĩ nói, nhóm máu của tô viện viện rất hiếm gặp, R âm tính, bởi vì bệnh nhân mất máu rất nhiều, phải truyền máu, nhưng trong kho máu của chúng tôi căn bản không có loại máu này, các anh ai là trực hệ của cô ta. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Giã lập tức trầm trọng, hắn tuy rằng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng từng nghe nói nhóm máu này cực kỳ hiếm thấy, được xưng là máu gấu mèo, chỉ có thể tiếp nhận nguyên máu cùng loại truyền vào, dưới tình huống khẩn cấp như thế nào, biết tìm đâu người có cùng nhóm máu với cô ta để truyền máu đây. Đỗ Thiên dã nói, cô ta còn có một người anh trai, có điều. Tô Viện Viện quả thực có anh trai là Tô Quốc Trạch, có điều Tô Quốc Trạch trước mắt không ở Giang Thành, mà tới Lưỡng Quảng đi công tác về phía, cho dù hiện tại liên hệ với hắn, từ bên kia cũng không thể về ngay được. Sau khi Đỗ Thiên Giã nói rõ tình huống thì hộ sĩ nói, như vậy vô cùng phiền toái, tình huống của người bị thương vô cùng khẩn cấp, nếu như không thể kịp thời tìm được nguồn máu phù hợp, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Cô ta nói tuy rằng rất huyền chuyển, nhưng mỗi người đều cảm thấy tình huống của tô viện viện không được lạc quan, không khéo sẽ vì mất máu mà tử vong. Đỗ Thiên Giã cầm điện thoại nói, tôi liên hệ với trạm máu. Hộ sĩ đó nói, trạm máu của địa phương Giang Thành không có dự trữ loại này. Chúng tôi đã liên hệ với thành thị xung quanh rồi, xin hỏi, tô viện viện còn có thân thuộc khác hay không? Đỗ Thiên Giã lắc đầu. Trương Dương ở bên cạnh nói, hay là để tôi thử xem. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Dương, thằng cha này đi ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trừ Trương Dương ra, Đỗ Thiên Giã khu chỉ đống đều đi tới, bọn họ cũng đề xuất thí nghiệm nhóm máu một chút. Dưới tình huống như vậy, mỗi người đều muốn tận một phần lực kết quả so sánh nhóm máu rất nhanh được đưa ra, hộ sĩ đó cầm kết quả tới phòng nghỉ, cười nói với Trương Dương, nhóm máu của hai người hoàn toàn phù hợp, anh chắc là em trai của cô ta. Trương Đại Quan Nhân cười cười, ánh mắt mọi người đều chiếu lên người hắn, máu gấu mèo chân quý như vậy, sẽ không trùng hợp tới loại tình trạng này, Trương Đại Quan Nhân nói tôi là bằng hữu của cô ta. Hắn không nói những lời này thì thôi, nói ra càng hiểm giấu đầu lòi đuôi. Hộ sĩ nói, bình thường người có nhóm máu R âm tính rất hiếm gặp, không ngờ tối nay tôi lại gặp được hai người, khéo thật đấy. Trương đại quan nhân đương nhiên biết vì sao lại khéo như vậy. Khưu chỉ đống và Khưu Khải Minh tuy rằng cảm thấy trùng hợp, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao tô viện viện cũng không quen thuộc với họ, bọn họ vẫn chưa chú ý tới mức đó. Nhưng Đỗ Thiên Giã từ tất cả những gì phát sinh đã ý thức được gì đó, hắn không nói gì, vươn tay ra vỗ vỗ vai Trương Dương, ý tứ là nhờ cả vào anh. Trương đại quan nhân đứng lên, đi, dẫn tôi đi hiến máu. Mũi tên đó bắn xuyên ngực trái của tô viện viện, đâm thủng phổi phải và màng tim của cô ta. Cô ta và Khư Phượng Tiên đồng thời được đưa vào phòng phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật. Nhưng Khư Phượng Tiên phẫu thuật một giờ sau thì xong, hơn nữa không hề được đưa vào phòng giám sát bệnh nặng. Phẫu thuật của tô viện viện thì kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi trương đại quan nhân hiến máu thì ra bên ngoài nghỉ ngơi, Đỗ Thiên Giã ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho Trương Dương một hộp sữa để hắn bổ sung năng lượng. Trương Đại Quan Nhân uống cạn sữa, thở hắt ra, xoay người nhìn nhìn Đỗ Thiên Giã rồi thấp giọng an ủi, anh Đỗ, anh không cần phải lo lắng, y thuật của giáo thủ vu rất giỏi, tô viện viện cát nhân tự có thiên tướng. Đỗ Thiên Giã nói, đa tạ. Trương Dương cười nói, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Hắn tuy rằng thể chất chắc tuyệt, nhưng vừa mới rồi đã hiến không ít máu, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tựa vào sofa hai mắt hai mắt lại nói, tối nay rốt cuộc là ai đã phát động trận ám sát này. Đỗ Thiên Giã nói, cậu hình như đã bắt được một người. Trương Dương gật đầu, những người đó đều là ninja Nhật Bản. Đỗ Thiên Giã nói, tôi đã thông chi cho cảnh sát Giang Thành rồi, tới đỉnh Thanh Vân tiến hành điều tra toàn diện. Trương Dương nói, liệu có phải nhầm vào tôi hay không? Trương Đại Quan Nhân nói như vậy cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là hắn cho rằng lựa chọn ám sát vào những lúc như thế này, rất có thể có liên quan tới một nhà khư hoặc thanh đoàn tụ đoàn viên. Đỗ Thiên Giã nói, người sách động kiện lần này chắc là muốn cả nhà chúng tôi tất cả chết cháy. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới khư gia, anh có nghe nói không, cậu anh trước mắt đang tham dự tổng tuyển cử Đài Loan, có phải một số hành động của hắn đã chọc giận đối thủ, cho nên những người đó thừa dịp hắn tới nội địa, xuống tay với một nhà bọn họ hay không? Đỗ Thiên Giã không nói gì, hắn cẩn thận suy ngẫm phân tích này của Trương Dương, trong lòng cũng cảm thấy rất có thể, có điều Đỗ Thiên Giã không muốn tiếp tục tham thảo đề tài này, hắn nói khẽ hôm nay đúng là vạn hạnh, nếu như không phải nhóm máu của anh và viện viện giống nhau, chỉ sợ phiền toái sẽ rất lớn. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, muốn xét nghiệm một chút hay không, không khéo hai người quả thật có quan hệ huyết thống. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên biết Đỗ Thiên Giã đã hoài nghi quan hệ của mình và Tô Viện Việt, hắn cười nói không cần xét nghiệm thật ra tôi và cô ta vốn chính là chị em cùng cha khác mẹ trước mặt đỗ thiên giã hắn không cần thiết phải giấu diếm đỗ thiên giã tuy rằng trong lòng đã đoán được một chút nhưng trải qua trương dương chính miệng chứng thực cũng khiến hắn trợn mắt há hốc miệng hắn ngây ra nhìn trương dương sau hơn nửa ngày mới nói tại sao có thể như vậy trương đại quan nhân nói bất khả tư nghị có phải hay không thật ra tôi gần đây tôi cũng mới biết Cụ thể thế nào thì chỉ có thể hỏi ông già đã chết của tôi thôi, hoặc là đi hỏi mẹ cô ta, có điều, bọn họ không còn tại thế, chuyện này dừng ở đây. Viện viện có biết hay không? Trương Dương lắc đầu, cô ta không biết, tôi cũng không nói với cô ta, hình như cũng không cần thiết phải nói. Trương Dương vẫn nhắm mắt. Đỗ Thiên giã nghĩ nghĩ rồi nói khẽ có lẽ như vậy cũng tốt. Tô viện viện nằm dưới sáng thì rời khỏi phòng phẫu thuật, Đỗ Thiên giã và Trương Dương một mực đợi ở bên ngoài chạy tới, khiến trương đại quan nhân bất ngờ là nữ bác sĩ đẩy xe ra không ngờ là tả hiểu tình thật ra cái này cũng không lạ tả hiểu tình từ lần trước sau khi trở về nước thì không đi lựa chọn tới bệnh viện của vu tử lương công tác cô ta kéo khẩu trang lộ ra khuôn mặt mệt mỏi cười cười với trương dương nụ cười quen thuộc này khiến trương đại quan nhân trong lòng lập tức sinh ra liên tưởng đối với chuyện cũ hắn cũng cười đáp lại đỗ thiên giã tới đẩy xe giúp nhìn khuôn mặt tái nhợt của tô viện viện Tả hiểu tình nói, yên tâm đi, mũi tên đó được lấy ra rồi, đã qua nguy hiểm, có điều còn cần phải quan sát chặt chẽ 24 tiếng đồng hồ, giáo thụ vu nói không có nguy hiểm tới tính mạng. Đỗ Thiên Giã cảm động gật đầu, một đám người hộ tống tô viện viện vào phòng giám sát bệnh nặng, sau khi trưng cầu sự đồng ý của phía bệnh viện thì Đỗ Thiên Giã thay quần áo cách ly tới trước giường tô viện viện chăm sóc. Trương đại quan nhân chờ ở bên ngoài, nhìn thấy tả hiểu tình thay quần áo đi ra, vội vàng chạy tới. Tả Hiểu Tình tựa hồ đã đoán được Trương Dương sẽ ở đây chờ mình, cô ta mỉm cười nói, anh vừa mới hiến nhiều máu như vậy, vì sao không đi tìm một chỗ nghỉ ngơi? Tinh thần vẫn tốt như vậy? Trương đại quan nhân nói, sức khỏe của tôi luôn rất tốt, hiếu chút máu này đối với tôi mà nói thì không tính là gì. Tả Hiểu Tình nói, đừng quá tự tin đối với sức khỏe của mình, là một bác sĩ tôi cho anh một lời khuyên, hiện tại anh tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều vào, ăn nhiều hoa quả giàu vitamin và uống nhiều nước. Trương Dương mỉm cười nói, hình như không cần thiết phải nhắc nhở tôi, đừng quên chúng ta trước đây là bạn học. Tả hiểu tình sửa lại, anh là đệ của tôi mới đúng. Hơn nữa chúng ta không phải tốt nghiệp cùng một trường. Trương Đại Quan Nhân nói, cô khinh thường tôi là vệ giáo sinh đúng không? Trương 2.300, Hiến Máu 2 Mắt đẹp của tả hiểu tình lưu luyến trên mặt Trương Dương, có chút ý vị sâu xa nói, tôi đã bao giờ coi thường anh chưa? Trương Đại Quan Nhân bật cười vậy thì chính là cô rất coi trọng tôi rồi. Tả hiểu tình cắn cắn môi nói khẽ, nhàm chán. Cô ta nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi, tôi phải về ngủ bù một giấc đây. Trương Dương nói, bận cả một đêm rồi, vẫn chưa ăn sáng đúng không, hay là tôi mời nhé. Tả hiểu tình cười nói, anh vẫn tham ăn như vậy, nhiều năm rồi mà vẫn không hề thay đổi. Trương Đại Quan Nhân, nói tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tả hiểu tình ngây ra một thoáng ngây ra một thoáng, mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt trương dương qua một hồi lâu mới sợ hãi cúi xuống nói khẽ tôi đi trước có thời gian sẽ liên lạc trương dương nhìn bóng hình xinh đẹp của tả hiểu tình trong lòng bỗng nhiên dâng lên dũng khí hay là buổi tối tìm chỗ tâm sự đi tả hiểu tình không đáp lại hắn chỉ tiếp tục đi về phía trước khi tới cuối hành lang thì xoay người lại trên mặt lộ ra một nụ cười khiến trương đại quan nhân tâm tư sao động trương đại quan nhân nhìn thân ảnh của tả hiểu tình biến mất đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì vai bị người ta vỗ mạnh một cái. hắn xoay người lại thì nhìn thấy Vu Tử Lương đang đứng phía sau mình, trong lòng thầm kêu xấu hổ quá. mình một lòng đặt tất cả trên người ta hiểu tình, không ngờ ngay cả Vu Tử Lương tới bên cạnh cũng không cảm thấy được. Vu Tử Lương hiển nhiên đã nhìn hết một màn vừa rồi, im mỉm cười nói: gặp lại bạn cũ à? Trương Đại Quan Nhân xấu hổ ho khan một tiếng, bạn học cũ. Nói xong thì lại bổ sung, chúng tôi trước đây từng cùng nhau thực tập ở bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương. Vu Tử Lương mỉm cười gật đầu, y chủ động mời, cùng đi ăn sáng đi. Hai người rời khỏi bệnh viện, tới quán săn sáng Lục Thuận Phong ở đối diện bệnh viện. Nơi này cũng được coi là một quán ăn lâu đời của Giang Thành. Ông chủ và Vu Tử Lương rất quen nhau, trước đây từng là bệnh nhân của y, nhìn thấy Vu Tử Lương tới, lập tức dẫn bọn họ tới nhã gian sát đường ở tầng 2. Phu Tử Lương nói, hai lạng thịt bò tươi, hai lạng tam tiên trương giáo, hai lạng đậu hủ, hai chén canh. Một bình bích loa xuân. Ông chủ vội vàng đi chuẩn bị. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ thủy tinh hắn vào phòng, cũng chiếu sáng cả khuôn mặt Trương Dương, Phu Tử Lương trong nắng sớm quan sát Trương Dương. Trong trí nhớ của Trương Đại Quan Nhân, Phu Tử Lương chưa bao giờ quan sát mình như vậy, hắn cười nói, sao? Trên mặt tôi có nhọ à? Phu tử Lương nói, bỗng nhiên phát hiện bộ dạng của cậu và Tô tiểu thư có vài phần tương tự. Trương đại quan nhân bật cười, sau sự kiện truyền máu hôm nay, chỉ sợ rất nhiều người đều đã đoán được quan hệ của mình và Tô viện viện. Lúc này nhân viên phục vụ đưa đồ ăn sáng tới, Phu tử Lương vẫn quan sát Trương Dương. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Trương đại quan nhân mới cười nói, ông không cảm thấy nhìn thẳng một người như vậy là rất không lịch sự à? Tuy rằng chúng ta là bạn bè, phu tử lương nói chẳng lẽ cậu định diệt khẩu tôi chắc trương dương bật cười ha ha hắn gắp thịt bò lên ăn ở giang thành thịt bò xào và canh cay là đồ ăn sáng thông dụng nhất phu tử lương nói nếu như không phải có cậu cung cấp máu thì tôi viện viện chỉ sợ không cứu được trương dương nói tôi tin các nhân tất có thiên tướng cô ta là người tốt cho dù tôi và cô ta không quen nhau thì tôi cũng sẽ cứu cô ta huống chi cô ta còn là vợ chưa cưới của bí thư đỗ Tôi chỉ hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, có thể có một cuộc sống hoàn mỹ." Vu Tử Lương gật đầu, lòng hiếu kỳ của tôi cũng dừng ở đây thôi, có điều về sau tôi muốn cậu về sau cung cấp máu cho kho máu, dù sao nhóm máu này của cậu cũng rất quý." Trương Dương nói, tôi lát nữa sẽ sai người mang ít thuốc kim sang tới, nữ hài tử dù sao cũng thích làm đẹp, cố gắng đừng để lại sẹo." Vu Tử Lương nói, hai người bị thương đều bị nỏ tiến gây thương tích, loại vũ khí này hiện tại đã không còn được thường dùng. Trương Dương nói cơ quan công an sẽ tham gia điều tra, việc này phải giao cho Đỗ Thiên dạ ứng phó rồi, giáo thụ vu, chuyện tối hôm qua phải cảm ơn ông rồi. Vu Tử Lương nói, giữa chúng ta hình như không cần thiết phải nói những lời này, nếu như muộn thêm mấy ngày, tôi chỉ sợ sẽ không giúp được gì. Trương Dương hơi ngẩn ra, thì ra Vu Tử Lương qua mấy ngày nữa sẽ tới biên giới Tây Tạc, mà bệnh viện bên kia còn là An Ngữ Thần Quyên giúp xây dựng, hàng năm, hàng năm vợ chồng Vu Tử Lương đều sẽ tổ chức đội chữa bệnh, không định kỳ tới đó phụng hiến lòng nhân ái. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khi rời khỏi thì vừa hay gặp Khưu Chỉ Đống và Khưu Khải Minh, bọn họ cũng tới đây ăn sáng, nhìn thấy Vu Tử Lương, Khưu Chỉ Đống vội vàng tới chào hỏi, Vu Tử Lương báo lại tình huống của Khư Phượng Tiên một chút, Khưu Phượng Tiên bị thương khá nhẹ, hiện tại đã có thể xuống giường hành tẩu, bằng không Khưu Chỉ Đống cũng sẽ không yên tâm đi ăn cơm. Trương Dương ở cửa hàng bán hoa ở cửa bệnh viện mua hai bó hoa tươi, trở lại phòng bệnh hắn tới chỗ khư phượng tiên gõ cửa phòng thì nghe thấy giọng nói dễ nghe của khư phượng tiên mời vào trương dương cầm hoa tươi đi vào khư phượng tiên nhìn thấy hoa tươi thì trên mặt nơ nụ cười vui vẻ đẹp quá trương đại quan nhân cười nói cô khen tôi hay là khen hoa khư phượng tiên nói nếu là khen nam nhân thì từ đó hình như không thỏa đáng trương dương cắm hoa tươi vào bình cầm một bó hoa khác đặt ở bên cạnh Khư Phượng Tiên nói, bó hoa này là tặng tô tiểu thư à? Trương Dương gật đầu, vết thương của cô còn đau không? Khư Phượng Tiên nói, hết rồi, nghe bác sĩ nói nỏ tiến không bắn trúng chỗ yếu hại của tôi, nửa tháng sau có thể khôi phục như bình thường, tôi thì cảm giác không nghiêm trọng như vậy, vừa rồi đã xuống giường đi một vòng. Trương Dương nói, tính dưỡng thì vẫn tốt hơn, đi lại quá sớm, huyết mạch sẽ vận hành nhanh hơn, đối với quá trình vết thương khép lại thì không tốt đâu hắn đặt một bình ngọc màu xanh lên tủ đầu giường cái gì thế khư phượng tiên hiếu kỳ nói trương dương nói thuốc kim sang ông cha tôi truyền lại đó rất linh nghiệm bôi lên vết thương có thể tránh lưu lại sẹo khư phượng tiên cười nói cảm ơn tôi lo lắng nhất chính là sẽ để lại sẹo chờ tôi sau khi khỏi rồi nhất định sẽ mời anh một bữa trương dương nói mọi người đều là bằng hữu nhìn thấy cô bình an vô sự là tốt rồi Khư Phượng Tiên nhớ tới chuyện của Tô Viện Viện, tối hôm qua cô ta đã trải qua toàn bộ quá trình, cho nên biết Tô Viện Viện bị thương so với mình thì nặng hơn rất nhiều, nói khẽ tình huống của Tô Tiểu Thư thế nào rồi. Trương Dương nói, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi, bây giờ vẫn đang ở phòng giám sát bệnh nặng, qua 24 giờ mới được quay lại phòng bệnh bình thường, có điều vừa rồi nghe giáo thụ vu nói, cô ta cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là thời kỳ dưỡng bệnh so với cô thì dài hơn một chút khư phượng tiên chán nản thở dài, sao đột nhiên lại mọc ra nhiều sát thủ như vậy. Trương đại quan nhân quan sát khuôn mặt của khư phượng tiên, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là thế nào chẳng lẽ trong lòng cô không rõ à? Ở trong lòng hắn đã nhận định chuyện này có liên quan tới khư gia, cho rằng người khởi xướng mưu sát lần này là nhầm vào khư gia. Trương Dương nói bóng nói gió, khư tiểu thư bình thường có đắc tội với người nào hay không? Khư Phượng Tiên nói, khư gia chúng tôi làm ăn rất chú ý dĩ hòa vi quý, ở trên thương trường tận lực tránh gây thủ oán, tôi vừa rồi cũng thủy chung suy nghĩ về chuyện này, đám sát thủ đó rốt cuộc là vì ai mà tới. Từ trong câu hỏi của Trương Dương cô ta đã ý thức được Trương Dương hoài nghi kiện này có liên quan tới bọn họ. Trương Dương nói, chuyện này rất nhanh sẽ tra ra manh mối, tối hôm qua chúng tôi bắt được một người. Khư Phượng Tiên nói, có hỏi ra được manh mối hay không? Trương Dương nói, trước mắt vẫn chưa biết, có điều đám đó tất cả là ninja Nhật Bản, chúng tôi và phía nhật không có mâu thuẫn gì khư phượng tiên lại nói trương dương tôi nghe nói giữa anh và tập đoàn nguyên hòa hình như có chút khúc mắc trương đại quan nhân cười ha ha nói cô hoài nghi đám người đó là vì tôi em ép tới nói như thế tôi càng phải cha khư phượng tiên nói tôi chỉ thuận miệng nói thôi cũng không có ý gì cả trương dương nói nếu như quả thật là vậy cô không trách tôi thì tôi cũng tự trách tôi hắn đứng dậy cáo từ khư phượng tiên hiển nhiên có chút phản cảm đối với những lời này của khư phượng tiên khư phượng tiên rất thông minh tất nhiên nhìn ra câu nói của mình đã làm trương dương không vui nhưng cô ta cũng không giải thích trương dương vừa đi thì khư chỉ đống bước vào trong tay hắn cầm đồ ăn sáng vừa mua cho con gái khư phượng tiên nói cha cha sao quay về nhanh thế khư chỉ đống nói khải minh ở đó ăn cha thì về ăn với con khư phượng tiên cười nói con không cảm thấy thèm ăn hay là cha ăn đi, con ở bên cạnh nhìn. Khư chỉ đống nói, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, nào, để cha đút cho con ít cháo. Dưới sự khuyên bảo của cha, Khư Phượng Tiên ăn được non nửa bát cháo, cô ta nhắc tới chuyện vừa rồi Trương Dương tới, Khư chỉ đống nói chuyện này rất kỳ quái. Khư Phượng Tiên nói, cha, ý của cha là. Khư chỉ đống bỏ bát cháo xuống, đứng lên đi mấy bước, đứng phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài một lát rồi mới nói, chuyện này rất có khả năng là vì khưu ra chúng ta. chương 2301, Hiến Máu 3 Khưu Phượng Tiên nói, cha, cha vì sao lại nghĩ như vậy? Khưu chỉ đúng nói khẽ, Hồng Ân chính là người thế nào thì cha rất hiểu, để giành được, thắng lợi hắn bất chấp tất cả thủ đoạn, mà An Đức uyên thì lại xuất thân hắc đạo, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Khưu Phượng Tiên nói, có lẽ cha nghĩ nhiều rồi, chuyện tối hôm qua rất có thể không phải vì chúng ta vừa rồi trương dương nói qua tối hôm qua phóng hỏa và phát động tập kích đều là ninja nhật bản chúng ta và phía nhật cũng không có mâu thuẫn ngược lại là trương dương gần đây đã đắc tội với tập đoàn nguyên hòa khưu chỉ đống nói tập đoàn nguyên hòa ư con là nói tập đoàn nguyên hòa của nguyên hòa chân dương khưu phượng tiên gật đầu chính là cái đó nguyên hòa chân dương từng là phần tử hắc bang có quyền thế nhất nhật bản sau khi hắn chết thì vợ của hắn nguyên hòa hạnh tử chấp trưởng tập đoàn Trước đó ở Tân Hải giành được công trình cải tạo xây dựng thêm cảng Phước Long, bởi vì trận sóng thần cách đây không lâu, tập đoàn Nguyên Hòa đã tổn thất thảm trọng, trên hợp tác với phía Tân Hải cũng xuất hiện mâu thuẫn nghiêm trọng, nhất định đòi đơn phương xé bỏ hợp đồng, mà phía Tân Hải thì đóng băng tất cả đầu tư của tập đoàn Nguyên Hòa. Hai bên hiện tại rất găng. Khưu chỉ đúng nói khẽ tập đoàn Nguyên Hòa mặc dù ở Nhật Bản rất nội danh, nhưng bảo bọn họ vượt biển tới Trung Quốc gây án thì loại chuyện này vẫn có chút bất khả tư nghị. Khư Phượng Tiên nói, chó cùng rất dậu huống chi lợi ích của bọn họ đã phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Khư chỉ đống chắp tay sau lưng, trầm tư một lát nói, có một số lời chúng ta không tiện nói. Bất kể chuyện này là vì ai thì chúng ta cũng phải cảm tạ Trương Dương, nếu không có hắn và Trần Tuyết thì sợ là chúng ta hiện tại đều đã bị đốt thành cho rồi. Tới gần trưa thì Khư Hạc Thanh và Trần Sùng Sơn, Trần Tuyết đến bệnh viện, Khư Lão Gia Tử trải qua trận kinh hãi này, tình tự rõ ràng bị ảnh hưởng, tận mắt thấy khư phượng tiên và tô viện viện đều không có nguy hiểm tới tính mạng. Cả người mới được thả lòng. Trương Dương gọi Trần Tuyết sang một bên rồi thấp giọng hỏi tình huống. Trần Tuyết nói, tên ninja Nhật Bản đã giao cho cảnh sát rồi, tôi dùng chút thủ đoạn để hỏi cung hắn. Thế nào? Trần Tuyết nói, hắn cung cấp một cái tên, Sơn Giã Lương Hiếu, những tình huống khác thì hắn cũng không rõ lắm. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy cái tên này thì cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận lục lại trí nhớ. Mới nhớ tới trước đó từng nghe Liễu Sinh nghĩa phu nhắc tới cái tên này, lần trước cái bẫy ở bãi đá ngầm chính là tên này thiết kế. Trần Tuyết nhìn nhìn khuôn mặt của Trương Dương, Tử Hà quan đã bị đốt thành bình địa rồi. Còn có hai người bị thương. Trương đại quan nhân nói, chẳng lẽ cô cho rằng đám ninja Nhật Bản là vì tôi mà tới? Trần Tuyết, nói trước khi chưa có chứng cứ xác thực thì anh và Khưu gia khả nghi nhất. Trương đại quan nhân thở dài, xem ra tôi phải mau chóng chứng minh sự trong sạch mới được. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một người đi nhanh tới, không ngờ là tổng tài tập đoàn Tinh Toản Cha Tấn Bắc, trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng. Trương Dương chủ động nghênh đón, "Cha tổng, ngài sao lại tới đây?" Cha Tấn Bắc nhìn thấy Trương Dương, vừa tay ra bắt tay hắn, quan tâm nói, "Có người bị thương không?" Trương Dương nói, "Yên tâm đi, tất cả mọi người đều bình an vô sự." Cha Tấn Bắc nói, "Tôi nghe nói chuyện xảy ra tối hôm qua, lập tức xuất phát từ kinh thành đáp chuyến bay sớm tới đây. Trương Dương nói, cha Tổng vẫn rất quan tâm tới an nguy của khứ tiểu thư. Cha Tấn Bắc thở dài, nghe nói khư phượng tiên bình an vô sự, hắn cũng không nóng lòng tới phòng bệnh để thăm, mà là dừng chân hàn Nguyên vài câu với Trương Dương, chủ yếu là hỏi một số chi tiết chuyện xảy ra tối hôm qua. Trương Đại Quan Nhân đem tình huống kể lại từ đầu tới cuối của cha Tấn Bắc nghe. Cha Tấn Bắc nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng, Ngưng Trọng có điều hắn cũng không lập tức phát biểu cái nhìn về chuyện này. Trương Dương nói, trước mắt chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý. Cha Tấn Bắc nói, chỉ sợ sẽ kinh động tới phía Nhật Bản. Trương Dương nói, kinh động thì sao? Người Nhật Bản phạm pháp trên địa giới của chúng ta, càng phải nghiêm trị không tha. Hắn dẫn cha Tấn Bắc tới trước phòng bệnh của Khưu Phượng Tiên, còn chưa đi vào thì nhìn thấy Khưu Chỉ Đống và Khưu Khải Minh cùng nhau từ trong phòng bệnh đi ra. Cha tấn bác hô, khư tiên sinh. Khư chỉ đống gật đầu, tới rồi à. Trương đại quan nhân không muốn ở lại dây, dẫn cha tấn bác tới phòng bệnh, chẳng khác nào đã hoàn thành sứ mệnh của hắn, hắn đang chuẩn bị rời đi thì khư khải minh đuổi theo. Trương đại quan nhân vì những lời này của hắn mà đứng lại, lạnh lùng nhìn hắn, anh có ý gì? Khư khải minh hừ một tiếng, trong lòng anh minh bạch mà, chuyện sở dĩ thành như vậy, còn không phải bởi vì anh ư, nếu không phải người ta muốn đối phó anh thì vì sao lại liên lụy tới chị tôi hắn càng nói càng kích động tất cả thù mới hận cũ sộc lên trong lòng trương đại quan nhân gật đầu nói xong chưa Khư khải minh nói anh nghĩ thế nào trương đại quan nhân nói anh nếu nói xong rồi thì tôi đi hắn căn bản không để loại con cháu nhà giàu như Khư khải minh vào mắt chó cắn lã động tân không thấy được lòng tốt của người ta xảy ra chuyện thì luôn tìm nguyên nhân từ người khác cái đầu tiên nghĩ đến sẽ là đẩy trách nhiệm cho người khác. Mẹ, nếu đổi là trước đây, Trương Đại Quan Nhân khẳng định sẽ tát cho hắn một phát vỡ mồm, nhưng hiện tại Trương Đại Quan Nhân đã tới cảnh giới gì? Vẫn chưa tới mức đi so đo với hạng nhị thế chủ chưa nếm mùi đời. Trương Dương xoay người muốn đi, nhưng Khưu Khải Minh nhìn thấy Trương Dương như vậy thì chẳng những không cảm thấy đối phương đang khoan dung, ngược lại cảm thấy Trương Dương trột dạ, hắn xông lên tóm vai Trương Dương, nói anh gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói ư? Khưu chỉ đống và cha tấn Bắc vốn đang đứng đó nói chuyện, nghe thấy Khưu Khải Minh lớn tiếng ồn ào thì mới ý thức được bên này đã xảy ra va chạm. Khưu chỉ đống nói, Khải Minh, buông Trương Tiên sinh ra. Cha tấn Bắc không nói gì, theo sự hiểu biết của hắn về Trương Dương, phỏng chừng 89 phần 10 Khưu Khải Minh khó tránh khỏi bị đánh một trận. Có điều lần này trương đại quan nhân biểu hiện ra ra sự hàm dưỡng hơn người, chỉ nói khẽ buông ra. Rất nhiều lúc, anh càng biểu hiện ra vẻ hàm dưỡng thì trong sự lý giải của người khác là anh yếu đuối. khưu Khải Minh căm tức nói với Trương Dương anh có phải nam nhân hay không? Đã gây ra chuyện mà không dám chịu trách nhiệm ư? khưu chỉ đống đã tới trước mặt bọn họ, cầm cổ tay cháu, bắt hắn buông tay ra. Cha Tấn Bắc cũng chạy tới giúp tách bọn họ ra, trên thực tế Trương Dương từ đầu đến cuối Thủy Trung không động một ngón tay. Khưu chỉ đống ái náy nói, xin lỗi, Trương Tiên Sinh, thằng ôn này thực sự quá thất lễ. Khưu Khải Minh vẫn đang ẩm ý hết, bị Khưu chỉ đống kéo đi. Cha Tấn Bắc cười cười với Trương Dương, tựa hồ vô cùng đồng tình với tao ngộ của hắn, Khưu Khải Minh trẻ tuổi, tính tình hơi nóng, anh đừng chấp nhặt với hắn. Nói xong hắn lại nghĩ tới Trương Dương cũng còn trẻ tuổi, có điều biểu hiện của Trương Dương hôm nay rất khác với trước kia, rốt cuộc là thằng ôn này trong lòng hổ thẹn hay là hắn cảnh giới của hay là hắn đã đề thăng rất nhiều. Trương đại quan nhân cũng không bởi vì sự chỉ trích vô lý của Khưu Khải Minh mà buồn giàu, hắn tới ngoài phòng bệnh giám hộ trọng chứng, gặp Trần Sùng Sơn và Trần Tuyết. Hai người tới thăm Tô Viện Viện và Khư Phượng Tiên, giờ đang chuẩn bị đi, Đỗ Thiên giã ra cửa tiến. Trương Dương nói, Trần Lão Bá, sao vừa tới đã đi rồi? Trần Sùng Sơn nói, từ Hà Quan bị trận lửa lớn này san bằng rồi, nơi đó là nơi lý đạo trưởng đã gửi gắm hơn nửa đời người. Ngoài miệng thì hắn nói không sao, nhưng trong lòng thật ra rất buồn, vào lúc này, phải có người ở bên cạnh hắn, và lại tôi ở lại cũng không giúp được gì. Đỗ Thiên Giã nói cha, hay là chờ ăn cơm trưa đã rồi hắn đi. Trần Sùng Sơn cười nói thôi, cha về sớm thì tốt hơn, con cũng đừng tiến, mấy ngày này ở lại với viện viện. Nếu không phải cô ấy đỡ một tên cho con thì người hiện tại chịu khổ chính là con đó. Đỗ Thiên Giã liên tục gật đầu. Trần Sùng Sơn lại nói, lần này ông ngoại con tới, chúng ta vốn nên tận tình địa chủ, không ngờ lại gặp loại chuyện này, thật sự là rất ái náy. Vốn là một hồi người nhà tụ hội, ai ngờ tới cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, là chủ nhà, Trần Sùng Sơn trong lòng đương nhiên rất không dễ chịu. Đỗ Thiên Giã an ủi, cha, loại chuyện này có ai ngờ được đâu, có điều cũng may mọi người đều không sao. Nói tới đây lại không khỏi nhớ tới tô viện viện vẫn đang nằm trong phòng giám sát bệnh nặng, đỗ thiên giã vẻ mặt buồn bã. Hắn sợ cha nhìn ra tâm tư của mình thì lại buồn, vội vàng dặn dò Trần Tuyết, Tiểu Tuyết, chiếu cố ông nội. Trần Tuyết gật đầu, cháu biết rồi. Trương Dương bảo đỗ thiên giã trở về, chủ động thay hắn tiến hai ông cháu Trần Sùng Sơn ra cửa, tới bên ngoài, Trần Sùng Sơn nói, Trương Dương, cậu về đi, giúp bọn thiên giã. Trương Dương nói, ông tới bằng cách nào? có cần tôi đưa về không? Trần Tuyết nói, từ nơi này ngồi xe bát tiện hơn, không cần anh đưa đâu. Trương Dương nói, Trần Lão Bá, giúp tôi trấn an lý đạo trưởng, chờ chuyện bên này xong rồi, tôi sẽ lập tức lên núi Thanh Đài tâm sự với ông ấy. Trần Sùng Sơn nói, công tác của anh rất bận, thôi đừng tới làm gì, bên lý đạo trưởng tôi sẽ khuyên hắn. Trần Tuyết chấp chấp mắt, nói khẽ trở về đi, tôi sẽ chiếu cố cho ông nội. Trương Đại Quan Nhân đứng đó, cho tới lúc thấy bóng dáng của bọn họ đã biến mất ở phương xa thì mới xoay người trở về. chương 2302, luôn có biến số 1. Kiều Bằng Phi sau khi nhận được tin tức thì lập tức tới bệnh viện thăm hỏi, vụ phóng hỏa mưu sát cha xảy ra trong cảnh nội huyện Xuân Dương, tuy rằng không có thương vong về người, nhưng tính chất của vụ án cha rất khắc liệt, chẳng những liên quan tới đồng bào Đài Loan tới nội địa thăm hỏi, hơn nữa còn liên quan tới hai vị cán bộ quốc gia, Trương Dương là cấp phó thính, Đỗ Thiên Giã đã là cấp phó tỉnh rồi. Kiều Bằng Phi đã ra nghiêm lệnh cho công an công an huyện Xuân Dương điều tra chuyện này trong cảnh nội toàn huyện. Sau khi nhìn thấy Đỗ Thiên Giã, hắn trước tiên tiến hành báo cáo tình huống tiến triển của tình tiết vụ án với Đỗ Thiên Giã, từ sau khi tô viện viện bị thương, Đỗ Thiên Giã một lòng lo cho cô ta, căn bản không có tinh lực chiếu cố tới những chuyện khác, hiện tại thương tình của tô viện viện cuối cùng cũng ổn định, hắn mới có tâm tình hỏi đến chuyện tối hôm qua. Kiều Bằng Phi nói, Đỗ Đại ca cứ yên tâm, chuyện này ở Xuân Dương, tôi sẽ phụ trách tới cùng, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa tất cả phần tử tội phạm ra trước pháp luật. Trương Đại Quan Nhân nói, tham dự chuyện này tổng cộng có 8 gã, Nhật Bản, trong đó 7 tên đã bị tôi xử lý rồi, tên cuối cùng còn lại thì bắt giao cho các anh rồi đấy. Y Tư Hắn nói những lời này là không cần các anh đưa chúng ra trước pháp luật, chuyện tôi đã làm thay cả rồi. Kiều Bằng Phi thở dài, nhắc tới chuyện này có thể đã kinh động tới sứ quán Nhật Bản. Tôi nghe nói bọn họ đã phái người tới xử lý chuyện này. Cho tới bây giờ, cảnh sát huyện Xuân Dương chúng tôi chỉ tìm được 5 cỗ thi thể. Căn cứ vào tình huống anh cung cấp thì thi thể nên phải có 7 cái, vậy hai cái còn lại đi đâu rồi? Trương Dương nói, vậy tìm tiếp đi, đừng để đám quỷ Nhật Bản làm ô nhiễm phong cảnh của núi Thanh Đài. Kiều Bằng Phi nói, một đánh tám, Trương Dương, anh thật đúng là uy phong không giảm, Trương Dương nói, 80 cũng không đáng gì, có điều tôi phải nhắc nhở anh, tên Nhật Bản còn sống rất quan trọng, xem có thể từ miệng hắn hỏi thêm vài thứ hay không. Tôi luôn cảm thấy phía sau sự kiện lần này rất không đơn giản. Kiều Bằng Phi nói, căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi tìm hiểu được. Nói tới đây hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, tựa hồ có điều băn khoăn. Trương Dương nói, anh đừng có lằng nhầm nữa, có gì thì cứ nói đi, chúng ta đâu phải là người ngoài đỗ thiên giã cũng nói đúng vậy có gì thì cứ nói đi kiều bằng phi nói vừa rồi tôi và cảnh sát đã trao đổi một chút về tiến triển tình tiết vụ án bọn họ tìm hiểu được người có thể nảy sinh mâu thuẫn với phía nhật bản chính là anh ánh mắt hắn dừng trên mặt trương dương trương đại quan nhân không bất ngờ từ thái độ vừa rồi của khưu khải minh hắn cũng đã biết trước được điểm này hắn cười nói người của khưu ra nói như vậy à kiều bằng phi nói mâu thuẫn giữa anh và tập đoàn nguyên hòa là sự thật Tuy rằng chúng tôi không thể khẳng định sự kiện tra nhất định có liên quan tới Tập đoàn Nguyên Hòa, nhưng cũng sẽ coi Tập đoàn Nguyên Hòa trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm để tiến hành điều tra. Trương Dương nhìn thoáng qua Đỗ Thiên Giã, anh chắc sẽ không cảm thấy tôi là liên lụy tới mọi người chứ. Đỗ Thiên Giã, nói chuyện này chắc không phải nhắm vào anh, nếu như bọn họ muốn đối phó anh thì sẽ không chỉ phái tám gã ninja Nhật Bản tới, đúng như những lời anh vừa nói vậy. Có phái 80 tên tới cũng chỉ là chịu chết vô ích. Tôi thấy chuyện này rất có thể là chúng muốn đối phó với một ai đó trong nhà chúng tôi, chỉ là trước chuyện không biết anh cũng xuất hiện ở hiện trường. Trương Dương vỗ vai Kiều Bằng Phi, "Nhìn đi, nhìn đi, cái cha gọi là trình độ, là cảnh giới đó, chẳng trách anh vẫn chỉ là cấp ban huyện." Nhìn chuyện chỉ biết nhìn ngoài mặt. Kiều Bằng Phi không khỏi cười nói, "Trương Dương, tôi cũng đâu có nói họ tới là vì anh, trong lòng anh có lửa cũng không thể chút hết lên tôi được." Đỗ Thiên Giá cũng nhìn ra Trương Dương trong chuyện này nghẹn đầy một bụng tức. Hắn vỗ vỗ vai Trương Dương, "Lần này để anh chịu ủy khuất rồi, anh là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng tôi, chúng tôi đều vô cùng cảm kích anh." Trương đại quan nhân nói, "Đừng nói vậy, ông em họ của anh cho rằng tôi là đào hố chôn nhà các anh. Vừa rồi thiếu chút nữa tìm tôi liều mạng đó." Đỗ Thiên Giá cười nói, "Hắn liều mạng với anh không phải là muốn chết ư? Hắn khuyên Trương Dương, trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với Khải Minh." Hắn không có lịch duyệt xã hội, ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế rất kém. Trương Dương nói, nếu không phải nể tình hắn là em họ anh, tôi đã sớm tát cho hắn mấy cái rồi. Đỗ Thiên Giã nói, hắn còn dám chọc anh thì đừng nể mà tôi làm gì, dù sao thì trong lòng tôi, anh vẫn thân thiết với tôi hơn mà. Một câu liền khiến Trương Dương trong lòng rất thoải mái, Trương Dương nói, anh Đỗ, tôi biết anh là đang trấn an tôi, thật ra anh không nói tôi cũng không đến mức so đo tên tên tiểu tử đó tôi là một cán bộ quốc gia, đáng để so đo với một đứa nhỏ bình thường trên đảo nhỏ ư. Kiều Bằng Phi cười nói, tôi nghe vẫn so đo thế nhỉ. Đỗ Thiên Giã nói, cũng may là mọi người tránh được một kiếp, Bằng Phi, tôi cũng thấy chuyện này không thích hợp để lộ zoom bang ra ngoài, tôi không muốn dẫn tới ảnh hưởng không cần thiết. Kiều Bằng Phi nói, ảnh hưởng thì khẳng định đã tạo thành rồi, bảy mạng người đã mất, hơn nữa tất cả đều là người Nhật Bản, tôi không thể che giấu không báo lên được, Hướng chi tính chất của chuyện lần này vô cùng ác liệt. Mấy người đang nói chuyện thì lãnh đạo thành phố Giang Thành cũng tới, bí thư thị ủy đương nhiệm thành phố Giang Thành tả viên chiêu, thị trường tàu hướng đông, đều song song tới, bọn họ cũng vừa mới nghe nói tới chuyện này, hai người sau khi được nghe kể lại kinh lịch thì đều toát mồ hôi lạnh, vứt bỏ ảnh hưởng của khưu gia khưu gia Đài Loan không nói, chỉ cần vị bí thư thị ủy Giang Thành tiền nhiệm đỗ thiên giã, vị cán bộ cấp phó tỉnh cha nếu như xảy ra chuyện trong phạm vi quản lý của bọn họ, chỉ sợ vị trí hai người vừa mới ngồi lên sẽ gặp phải nguy hiểm. Tả viên chiêu tiến vào trong phòng, tới trước mặt đỗ thiên giá, cầm tay đỗ thiên giá, vẻ mặt trầm trọng và ái náy, bí thư đỗ, thực sự rất xin lỗi, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, tôi muốn đại biểu toàn thể cán bộ Giang Thành nghiêm túc kiểm điểm trước bí thư đỗ. Đỗ thiên giá cười nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi không phải vẫn nguyên vẹn ư. Thị trường Tào Hướng Đông cũng nói với Đỗ Thiên Giá, bí thư Đỗ, lần bất ngờ này đã chứng minh chị An của Giang Thành vẫn còn thiếu sót, là người làm thị trường tôi thất trách. Hai người không ai đùn đầy tất cả trách nhiệm cho Xuân Dương, Kiều Bằng Phi cũng có mặt ở đây, đương nhiên cho dù trách nhiệm là của Kiều Bằng Phi thì bọn họ cũng không dám đẩy trách nhiệm cho hắn, vứt bỏ quan hệ của Kiều Bằng Phi và Đỗ Thiên Giã không nói. Chỉ cần bối cảnh của gia tộc Kiều Bằng Phi thì bất kỳ một ai trong bọn họ cũng không thể trêu chọc được, muốn Kiều Bằng Phi chịu tội thay ư. Trừ phi bọn họ không muốn tiếp tục ngồi trên vị trí trước mắt nữa chương 2303, luôn có biến số 2. Đỗ Thiên Giã nói, đừng tự kiểm điểm mình, thật ra người phải xin lỗi là tôi, nếu như không phải cả nhà chúng tôi tới núi Thanh Đài tụ hội thì có lẽ sẽ không mang tới phiền toái cha cho các anh. Trương Dương nói, tôi thấy mọi người thôi đừng ai tranh giành trách nhiệm nữa, dù sao chuyện cũng qua rồi, cũng may mọi người đều không sao, cha ra tên hung phạm đứng phía sau mới là quan trọng nhất, các anh nói xem có đúng không. Mấy người đều gật đầu, Tào hướng đông trước khi tới đây đã đặc biệt tìm hiểu sự tình một lượt, hắn biết rất rõ tiến triển của tình tiết vụ án, báo cáo với Đỗ Thiên Giã, phía Nhật Bản biết biết chuyện này, Phó Đại sứ Nhật Bản Võ Trực Chính Giã cũng đang trên đường tới Giang Thành. Đỗ Thiên Giã lạnh lùng cười nói, tôi tin các anh có thể xử lý tốt chuyện này, nếu như có chỗ nào cần tôi hiệp trợ điều tra thì tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp. Đỗ Thiên Giã trả lời thật sự rất xảo diệu, tuy rằng hắn từng là bí thư thị ủy Giang Thành, nhưng nếu đã rời khỏi thì không nên nhúng tay vào sự vụ ở đây nữa. Chuyện xảy ra ở Giang Thành thì nên do bản địa Giang Thành tự xử lý, nếu như hắn can thiệp vào sẽ chỉ làm cục diện vốn đã phức tạp trở nên càng thêm phức tạp. Trong mắt tả viên chiêu và Tào hướng đông, Đỗ Thiên Giã nói như vậy ngược lại đã cấp cho bọn họ một số áp lực vô hình, Đỗ Thiên Giã chẳng khác nào biểu thị rõ ràng sẽ không hỏi đến chuyện này, cũng có nghĩa là tất cả phiền toái sẽ đặt ở trên vai bọn họ, phải do bọn họ tiến hành xử lý ngoài mặt thì xem như là lý giải và tín nhiệm công tác của bọn họ, nhưng trên thực tế, nếu như bọn họ xử lý không thỏa đáng, chuyện này khẳng định sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Tả Viên Chiêu và Tào Hướng Đông nói chuyện với Đỗ Thiên Giã một lúc, Trương Đại Quan Nhân không có hứng thú tham gia nói chuyện với bọn họ, lấy cớ rời khỏi. Nghĩ tới tình cảnh sáng sớm ngẫu nhiên gặp Tả Hiểu Tình, trong lòng Trương Dương không khỏi nóng lên, từ sau khi Tả Hiểu Tình tới nước Mỹ du học, liên lạc giữa, rõ ràng đã ít đi rất nhiều, đây phải chỉ là vì Tả Hiểu Tình, cũng bởi vì bản thân hắn, khi Trương Dương thực sự muốn liên lạc với Tả Hiểu Tình thì phát hiện mình không có số điện thoại của cô ta. Có điều cái cha cũng không làm khó được Trương Dương, dù sao Tả Hiểu Tình trước mắt đang làm ở bệnh viện cha, Trương Dương cũng không tốn quá nhiều thời gian để hỏi thăm được số điện thoại di động của cô ta. Tả Hiểu Tình đối với Trương Dương gọi điện thoại tới đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương đại quan nhân nói, "Hiểu Tình, buổi tối có rảnh không?" tả hiểu tình nói có việc gì trương dương nói nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm đi tả hiểu tình nói không có thời gian tôi buổi tối còn có ca trực trương đại quan nhân hơi ngẩn ra lập tức cười nói có thể tìm người đổi ca không tôi đến giang thành một chuyến cũng không dễ dàng gì tả hiểu tình do dự trong chốc lát rồi mới nói hay là thôi đi gần đây công tác rất bận các đồng sự cũng đều rất mệt khi tả hiểu tình nhận ca thì nhìn thấy trên bàn đã đặt đầy đồ ăn sau khi hỏi qua mới biết là trương dương sai người mang đến tả hiểu tình lắc đầu bất đắc dĩ khóe môi lại lộ ra nụ cười cô ta điện thoại bấm số của trương dương anh vẫn giống như trước đây thích ép người khác tôi đã nói không ăn rồi mà trương đại quan nhân nói cô rõ ràng nói là không có thời gian ăn cơm với tôi đâu có nói là bản thân không ăn cho nên tôi đưa đồ ăn đến cho cô để cô ăn một mình tả hiểu tình mở hộp ăn ra nhìn sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đang ở bên ngoài à? Trương Dương ừ một tiếng. Tả Hiểu Tình nói, vậy thì tới cùng ăn đi, nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn một mình không hết thì cũng lãng phí. Cô ta vừa dứt lời thì Trương Đại Quan Nhân liền đẩy cửa bước vào. Tả Hiểu Tình nhìn hắn, tức giận nói, trò cũ dích. Trương Đại Quan Nhân cười nói, con người tôi rất truyền thống, cho nên làm việc lúc nào cũng vậy. Tả Hiểu Tình nói, tôi ở nhà đã ăn cơm chiều rồi. Trương Dương nói như vậy tùy tiện ăn một chút đi, coi như là tiếp tôi. Vì sao? Một câu đã hỏi cho Trương Đại Quan Nhân nghẹn lời. Vì sao chứ? Hắn và Tả Hiểu Tình hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Người ta dựa vào gì phải tiếp mình ăn cơm? Trương Đại Quan Nhân nói hai ta không phải. Nhìn thấy ánh mắt gườm gườm của Tả Hiểu Tình, thằng ôn này không dám nói tiếp, đành nuốt ba chữ tình nhân cũ vào miệng, đổi thành bạn học, bạn học ư? Tả Hiểu Tình nói, anh nên rõ hai ta không phải là bạn học, chỉ là cùng nhau trùng hợp thực tập chung ở bệnh viện huyện Xuân Dương. Trương Đại Quan Nhân nói, vậy cũng chính là bạn họ. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, đã là vợ chồng một ngày thì cả đời đều là vợ chồng. Chúng ta đã làm bạn học mấy tháng, cả đời này đều là bạn học. Tả Hiểu Tình nghe ra thằng cha này dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước, bên trong lời nói tràn ngập ý tứ chiếm tiện nghi của mình, vội vàng đúa chọn đồ ăn mình thích ăn. Trương Dương nói cô còn phải trực ca mà. Tả Hiểu Tình nói, mỗi người đều phải trực ca, gần đây bệnh viện đã nhận không ít bệnh nhân, có điều buổi tối trực ca bình thường cũng không có việc gì, đều là bệnh nhân khôi phục sau phẫu thuật. Trương Dương cũng cầm một hộp cơm lên, ăn từng miếng, ngãi tháng như vậy, hình như chỉ có lúc ở Xuân Dương bọn họ mới trải qua, ánh mắt của hai người gặp nhau, cơ hồ đồng thời nhớ tới khi bọn họ thực tập, ở trong văn phòng ăn cơm hộp, Trương Đại Quan Nhân trong lòng nóng lên, Tả Hiểu Tình thì lại bỗng dưng cảm thấy chua xót, cô ta buông đũa xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm, lông nghi đen dài rủ xuống, không muốn hoặc là không dám nhìn vào mắt Trương Dương. Trương Dương nói, còn muốn quay lại Mỹ không? Tả Hiểu Tình ngây ra một thoáng mới tỉnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ, sức khỏe của mẹ tôi gần đây không được tốt, tôi muốn ở thêm một đoạn thời gian để chăm sóc bà ấy, về phần về sau đi đâu thì tôi vẫn chưa nghĩ tới trương dương nói vẫn nghe lời mẹ cô như trước đây à hắn nói xong câu đó thì không khỏi lại có chút hối hận tả hiểu tình nói quen rồi đối với tôi mà nói trên thế giới này quan trọng nhất chính là mẹ và cha trương đại quan nhân nói không thể nào cả đời sống bên cạnh cha mẹ được tả hiểu tình mỉm cười nói mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình tôi thích cuộc sống yên ổn và bình thường trương dương nói yên ổn quá cũng sẽ không cảm nhàm chán Tả hiểu tình nói, đó là anh thôi, cho nên chúng ta mới khác nhau. Trương Dương nói, thật ra nhiều phương diện, hai người chúng ta là bù trừ cho nhau. Tả hiểu tình nói, có chỗ bù trừ thì sẽ có chỗ xung đột, anh là người không an phận, chỉ nhìn hiện trạng của chúng ta hiện tại là biết thôi, tôi vẫn luôn làm công tác chữa bệnh, mà anh thì đã sớm vứt bỏ ngành mà mình học, có điều, anh ở phương diện y học quả thực có thiên phụ trời cho, ngay cả giáo thụ vu cũng thường xuyên khen anh chương 2304, luôn có biến số 3. Trương Dương cười ha ha, hắn trên y học không thể chỉ dùng từ thiên phú để hình dung được, tiêu chuẩn danh y số một thời tùy đâu phải là đùa. Hai người hàn huyên trong chốc lát thì tả hiểu tình đứng dậy đi kiểm tra phòng, Trương Dương chờ trong văn phòng của cô ta, nhưng không lâu sau thì liền nhìn thấy tả hiểu tình vội vàng chạy về. Cô ta nói với Trương Dương, khư phượng tiên không ở trong phòng bệnh mà cùng người nhà đi ăn cơm rồi. Trương Dương nói cô ta bị thương vốn không nặng, ra ngoài ăn cơm cũng không sao. Tả Hiểu Tình hiển nhiên có chút tức giận, nhưng bệnh viện có chế độ, nếu cô ta là bệnh nhân của bệnh viện thì phải biểu hiện ra ra sự tôn trọng tối thiểu. Trương Dương nói đừng nóng giận, hiện tại đều là vậy đó, kẻ có tiền luôn cảm thấy cao hơn người khác, người của cảng đài đều luôn cảm thấy thân phận của mình rất tôn quý. Tả Hiểu Tình nói lời nãy chùa anh tôi không thích nghe, một cây gậy đánh dụng cả đám người hai người đang ở đây nói chuyện thì nhìn thấy Khưu Khải Minh hoang mang rối loạn chạy vào, Trương Đại Quan Nhân tức giận nói anh không biết gõ cửa à. Khưu Khải Minh cũng chẳng buồn cãi cọ với hắn, có chút thất kinh nói với Tả Hiểu Tình, bác sĩ Tả, chị của tôi đã về chưa? Tả Hiểu Tình nói, các anh không phải dẫn cô ta ra ngoài ăn cơm rồi ư? Khưu Khải Minh nói, tôi không đùa đầu, chị của tôi đi toilet, đi rồi thì không thấy về nữa, tôi đã sai người tìm chị ấy, kết quả phát hiện trong toilet căn bản không có chị ấy. Trương Dương và Tả Hiểu Tình liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới biết mới biết thực sự rất nghiêm trọng. Trương Dương trước tiên liên hệ với cảnh sát Giang Thành, sau đó bảo Tả Hiểu Tình ở bệnh viện chờ, hắn thì đi theo Khưu Khải Minh tới khách sạn đối diện tìm Khưu Phượng Tiên, Khưu chỉ đống không dám nói với cha chuyện con gái mất tích, trước tiên đưa cha về khách sạn, bên này cũng trở về khách sạn, cha Tấn Bắc tối hôm đó cũng ở lại, hắn đã tìm khắp khách sạn trong ngoài một lượt, nhưng căn bản không tìm được bóng dáng của Khư Phượng Tiên. Người công an công an Giang Thành Phái tới phụ trách vụ án này vừa hay là Đỗ Vũ Phong, Đỗ Vũ Phong nghe bọn họ kể lại sự việc một lần rồi bảo quản lý khách sạn kiểm tra băng ghi hình tối hôm đó. Trên băng ghi hình, Khư Phượng Tiên quả nhiên vào khoảng 7 rưỡi tối hôm đó có vào toilet. Sau khi cô ta vào chừng 5 phút đồng hồ thì có hai nữ tử cũng đi ra, một người trong đó đỡ một người, nhưng người được đỡ ăn mặc hoàn toàn khác Khư Phượng Tiên đỗ vũ phong bảo quay lại băng ghi hình một lượt khưu chỉ đống nói người bên phải hình như là con gái tôi nhưng nó tối nay đâu có mặc quần áo thế này trương đại quan nhân tiến đến trước màn hình nhìn thật kỹ từ dáng người cho thấy chắc là cô ta rồi nữ tử bên cạnh thì một mực đỡ cô ta thoạt nhìn thì cô ta giống như say rượu khưu khải minh nói chị của tôi căn bản không uống rượu đỗ vũ phong nói không bài trừ khả năng cô ta bị đánh thuốc mê Khưu Khải Minh nói, không thể, chúng tôi ở trong nước căn bản không có kẻ thù, bọn họ vì sao muốn nhầm vào chị của tôi. Đỗ Phú Phong nói, nhìn tình hình, chuyện này rất có thể là đám người tối hôm qua phóng hỏa tử Hà Quan làm, bọn họ tối hôm qua phục kích các anh không thành công, cho nên lại nghĩ phương pháp khác để đối phó các anh. Khưu Khải Minh nói, chị An của Đại Lục thật sự là quá kém, giữa ban ngày ban mặt mà để xảy ra chuyện bắt cóc, nếu như chị tôi có gì không may xảy ra, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của các anh. Đỗ Phú Phong nói, không cần anh, trách nhiệm chúng tôi nên gánh thì chúng tôi nhất định sẽ gánh. Trương Dương nói, Khư Khải Minh, tôi muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ai tự chủ trương dẫn cô ta ra ăn cơm? Chẳng lẽ các anh không biết bệnh viện có chế độ ư? Khư Khải Minh mặt đỏ lượng căm tức lườm Trương Dương, anh có ý gì? Nếu như không phải anh chọc người Nhật Bản thì tại sao lại phát sinh nhiều chuyện phiền toái như vậy? Khưu Chỉ Đống giận dữ hết, Khải Minh, đừng nói lung tung nữa. Hắn bảo Khưu Khải Minh ra ngoài trước, lúc này mới áy náy nói với Trương Dương, Trương tiên sinh, thực sự rất xin lỗi, Khải Minh quá không hiểu chuyện. Trương Dương nói, Khưu tiên sinh yên tâm, tôi không có thời gian để tính toán với hắn đâu, việc cấp bách vẫn là tìm kiếm Khưu tiểu thư. Biểu hiện của Khưu Chỉ Đống vô cùng bình tĩnh, hắn thở dài, trên người Phượng Tiên vẫn còn có vết thương, đều là do tôi, không nên đồng ý để nó ra ngoài ăn cơm. Đỗ Phú Phong nói, Khư tiên sinh, ngài cũng đừng lo quá, chúng tôi sẽ tận hết sức tìm kiếm Khư tiểu thư. Trương Dương và cha Tấn Bắc cùng nhau tiến Đỗ Vũ Phong ra ngoài, Đỗ Vũ Phong trước khi đi nói với cha Tấn Bắc, cha Tổng, tối nay anh có phát hiện chỗ nào khả nghi hay không? Cha Tấn Bắc lắc đầu, tôi cũng không biết vì sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, vốn mọi chuyện đang rất tốt đẹp, Khư Phượng Tiên bị thương không nặng, chúng tôi chuẩn bị ăn cơm xong thì quay về. Đỗ Vũ Phong nói, chúng tôi sẽ tranh thủ mau chóng tìm được Khư tiểu thư. Sau khi Đỗ Vũ Phong lái xe rời đi, Trương Dương nhìn cha Tấn Bắc rồi nói, anh không biết trên người cô ta có thương thích hà. Tại sao cứ đòi ra ngoài ăn cơm? Cha Tấn Bắc thở dài, ra ngoài ăn cơm là đề xuất của Khư Phượng Tiên, mọi người đều không đồng ý, nhưng cô ta nói ở bệnh viện thực sự quá chán, còn nói sau khi ăn cơm xong sẽ lập tức trở về, chúng tôi cảm thấy dù sao khách sạn cũng ở ngay đối diện bệnh viện có nhiều người như vậy đi cùng khẳng định sẽ không sao ai mà ngờ được cô ta đi toilet lại bị bắt cóc trương dương nói khưu khải minh đổ hết tất cả trách nhiệm lên người tôi cha tấn bắc nói đừng tính toán với tên tiểu tử đó làm gì hắn cũng bởi vì chuyện của chị gái mà lo lắng có thể hiểu được mà trương dương nói anh cảm thấy chuyện này rốt cuộc là nhầm vào ai cha tấn bắc nói hiện tại xem ra chắc là nhầm vào khưu gia Trương Dương ý vị thâm trường nhìn cha tấn bắc cha tổng anh có phát hiện chỗ nào khả nghi hay không? Cha tấn bắc mấp máy môi lại thấp giọng thở dài gần đây vì ệ tranh cử của đài loan đang hừng hực khí thế khưu gia và hồng ân chính ở trận doanh đối lập mà người ủng hộ kiên định nhất sau lưng hồng ân chính chính là an đức Uyên. thật ra vụ án phóng hỏa tử hà quan tối hôm qua tôi đã hoài nghi có thể là có liên quan tới an gia anh ngẫm lại đi nếu như khưu gia xảy ra vấn đề thì như vậy ai sẽ đạt được lợi ích lớn nhất? trương dương không nói gì cha tấn bắc tiếp tục nói nếu như tối hôm qua cả nhà khưu ra chết cháy, như vậy đường tranh cử của hồng ân chính tự nhiên là một mảng bằng phẳng khưu chỉ đống sẽ không tái đỡ người khác cạnh tranh với hắn nữa trương dương nói nếu như chuyện này do đối thủ cạnh tranh của khưu chỉ đống bày ra như vậy mục đích của chúng chính là bức bách hắn ngừng chế tạo chướng ngại cho hồng ân chính cha tấn bắc gật đầu nói đúng vậy trương dương nói mong là khưu phượng tiên không sao Cha Tấn Bắc vẻ mặt chán nản nói, chính trị hắc ám hơn xa so với thương trường, tôi đã khuyên bọn họ rồi, đừng dồn quá nhiều tinh lực vào chính trị. Bằng không khẳng định sẽ ảnh hưởng tới lợi ích thương nghiệp. Trương Dương nói, dã tâm của Khưu Chỉ đống rất lớn, hắn muốn thông qua tranh cử lần này mưu cầu lợi ích lớn hơn. Cha Tấn Bắc nói, con người mà không biết chừng mực thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phiền toái. Trương đại quan nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái những lời này vốn không nên do cha tấn bắc nói ra. Cha tấn bắc cười khổ nói, nếu như tôi không phải thèm muốn mỏ vàng của Hà Trường An ở châu Phi thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng xấu hổ như hiện giờ. Trương Dương nói, Hà Vũ Mông vẫn đang nhầm vào anh à. Cha Tấn Bắc nói, xem ra hiểu lầm giữa chúng tôi vĩnh viễn không giải thích được. Bảy thi thể ninja Nhật Bản phóng hỏa ở tử Hà Quan toàn bộ đã tìm được, phía Nhật cũng biểu hiện ra sự coi trọng cao độ đối với chuyện này, đặc biệt phái phó đại sứ võ trực chính giã tới Giang Thành xử lý chuyện này. Theo yêu cầu của võ trực chính giã, thị trường thành phố Giang Thành tào hướng đông đặc biệt mời đương sự Trương Dương tới gặp mặt hắn, tiến hành kể lại rõ ràng tình huống tối hôm đó. Mà trên đường Trương Dương tới chính phủ nhất chiêu của thành phố Giang Thành gặp mặt võ trực chính giã thì nhận được một tin tức không tốt, tên ninja Nhật Bản bị hắn bắt sống trong lúc giam giữ không hiểu sao lại chết, lần này thì lại cái chết vô đối chứng rồi trương đại quan nhân nghe thấy tin tức này thì gác điện thoại có chút buồn bực mắng mẹ nó đỗ phú phong phụ trách lái xe nói chuyện gì mà trọng anh giận vậy trương dương nói tên nhật bản bị tôi bắt tối qua không hiểu sao chết rồi đỗ phú phong nói chết tên nào hay tên đó tiểu nhật bản không có kẻ nào tốt cả đỗ phú phong là lão phẫn thanh hàng thật giá thật ở trong lòng hắn hận nhất chính là người nhật bản trương dương nói võ trực chính giã là một lão hồ ly tôi đã từng có tiếp xúc với hắn rồi. Nói xong hắn không khỏi bật cười, lần trước tôi đã tẩn cho con trai hắn một trận. Đỗ Phú Phong cũng bật cười, thật hy vọng khi anh tần tên tiểu Nhật Bản đó tôi cũng có mặt. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, suy đoán của Trương Dương về võ trực chính giã không sai, Giang Thành đối với vị phó đại sứ Nhật Bản cha vẫn biểu hiện ra vẻ khá lịch sự, an bài tiểu lâu số 5 của nhất chiêu cho hắn ở tạm tiểu lâu Trương Dương tới tiểu lâu số 5 thì thị trưởng Giang Thành Tào Hướng Đông đã nói chuyện với võ trực chính giã. chương 2305, luôn có biến số 4. Võ trực chính giã lần này tới không phải là với tư thái của một người nhận tội, hắn chẳng những không có thái độ nhận tội, ngược lại bày ra tư thế khởi binh vấn tội. Hắn đầu tiên tỏ vẻ nghi ngờ với điều tra bước đầu của cảnh sát Giang Thành, hắn không cho rằng tám gã võ sĩ Nhật Bản là sát thủ, cũng phủ nhận bọn họ có liên quan tới sự kiện phóng hỏa tử Hà Quan. Tào hướng đông nói chuyện với này cũng không thoải mái, nhưng hắn vẫn tận lực bảo trì khắc chế. Dù sao võ trực chính giã là phó đại sứ Nhật Bản, ở phương diện ngoại giao không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa được. Hơn nữa, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, phải nói bọn họ từng có. Trương Dương tự tay bắt sống một gã sát thủ chứng cứ, nhưng hiện tại tên sát thủ Nhật Bản đó đã chết rồi, không những không thể làm chứng cho chuyện này, hơn nữa cái chết của hơn nữa cũng sẽ cho phía Nhật một cái cớ để truy trách. Phòng khách Trương Dương đi vào phòng khách thì vừa hay nghe thấy võ trực chính giã nói, thị trưởng Tào, tôi muốn gặp người hiểm nghi mà các anh bắt. Tào hướng đông đã biết tin tức tên ninja Nhật Bản đó đột nhiên tử vong, nhưng tin tức cha thật sự quá mức đột nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ tốt nên dùng phương thức gì để nói với võ trực chính giã, chuyện liên quan tới ngoại giao xử lý không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trương Dương đến vừa hay khiến Tào Hướng Đông có cơ hội giảm sóc, Trương Dương luôn luôn là kẻ mưu ma trước quỷ, có lẽ hắn có thể khắc chế tên đại sứ Nhật Bản cũng chưa biết chừng. Trương Đại Quan Nhân chủ động vươn tay về phía võ trực chính giã, võ trực tiên sinh. Võ trực chính giã lại không vươn tay ra, lạnh lùng nhìn Trương Dương, trên tay anh còn dính mùi máu tươi, xin lỗi tôi không thể bắt tay với một người máu lạnh đã sát hại đồng bào tôi. Trương Đại Quan Nhân nhếch môi bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, tôi thật sự không thể hiểu nổi về sự logic của quý quốc, chạy đến quốc gia khác giết người phóng hỏa rồi lại muốn đóng giả là kẻ bị hại. Võ trực tiên sinh, ngài rốt cuộc là không rõ tình huống hay là biết rõ còn giả vờ hồ đồ. Tào hướng đông có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương. Hắn không ngờ sau khi Trương Dương đến lại tràn ngập khói thuốc súng với võ trực chính giá, rất có thế lưỡi lê thấy máu. Tào hướng đông vốn định lên tiếng, nhưng lời nói đến mỗi thì lại thấy không thích hợp nói ra, trước tiên cứ xem tình hình phát triển của sự việc đã. Võ Trực Chính đã nói, tối hôm qua chúng tôi có 7 công dân ngã xuống từ đỉnh Thanh Vân, Trương Tiên sinh chắc có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Trương Đại Quan Nhân nói, công dân Nhật Bản ư, tôi khuyên Võ Trực đừng tùy tiện vận dụng hai chữ công dân, tối hôm qua xuất hiện ở trên đỉnh Thanh Vân tổng cộng có 8 người Nhật Bản. Tôi tin công dân Nhật Bản bình thường sẽ không làm ra hành vi giết người phóng hỏa, Tám người cha tất cả là sát thủ máu lạnh được huấn luyện chuyên nghiệp. Võ trực tiên sinh đối với lưu phái võ thuật nhật bản chắc vô cùng quen thuộc. Tám người cha là ninja nhật bản, bọn họ phóng hỏa đốt trái tử hà quan, mưu toan làm hại mọi người trong tử hà quan. Sau khi hỏa hoạn bị chúng tôi kịp thời phát hiện thì bọn họ lại lợi dụng cung nỏ tiến hành bắn giết. Cự ly xa, bên tôi có hai cô gái vô tội bị trọng thương. Võ trực chính dã nói, người Trung Quốc các anh có câu tục ngữ, dục ra chi tội. Hiện tại bọn họ đều đã chết rồi, các anh muốn nói gì thì nói cái đó, có phải muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên người họ hay không? Trương đại quan nhân nói, Võ Trực Tiên Sinh, nếu như không phải thị trưởng Tào đề xuất yêu cầu, tôi sẽ không tới đây nói rõ tình huống với anh làm gì? Tôi xin anh đầu tiên hãy minh bạch một chút, những gì tôi nói tất cả đều là sự thật, anh tin hay không thì tùy, anh muốn nghe thì im lặng để tôi nói xong, còn nếu không muốn nghe, tôi cũng không có hứng thú nói chuyện với anh đâu. Tào Hướng Đông nói: Tiểu Trương, đừng nóng giận. Võ Trực Tiên sinh cũng không có ý khác, mục đích ông ta tới Giang Thành là muốn liên hợp với chúng ta làm rõ chân tướng sự việc. Trương Dương nói: Chân tướng chính là tám gã ninja Nhật Bản đó muốn thực thi huyết án mưu sát, chỉ tiếc bọn họ đánh sai nước cờ, không, phải nói là kỹ không bằng người. Trên đời này trước giờ đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bọn họ đánh không lại tôi, tất cả đều bị tôi đánh chết. Võ Trực Chính đã nói: Anh sao có thể như vậy? dưới tiền đề chưa làm rõ chân tướng đã ra tay giết chết bảy mạng người trương dương nói người khác lấy đao chém anh anh cũng không thể thành thật đứng đó chờ chết được người trung quốc chúng tôi có nguyên tắc đó là người không phạm tôi tôi không phạm người người nếu phạm tôi thì tôi ắt phạm người bảy tên ninja đó chết trong tay tôi không sai nhưng tôi gọi là phòng vệ chính đáng anh nếu không tin thì cứ đi thu thập chứng cớ tôi nói trước thực sự muốn kiện tôi ra tòa thì cho dù là tới hải nha pháp viện tôi cũng không ngán Tào hướng đông đứng bên cạnh nghe không khỏi cảm thấy buồn cười, vụ án cha chỉ sợ vẫn chưa kinh động được tới hải nha pháp viện. Phó trực chính giã bị Trương Dương nói cho tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này tôi nhất định sẽ tra tới cùng. Trương Dương nói, hoan nghênh các anh tới cha, có điều gần đây hình như tỷ lệ tử vong của người Nhật Bản tại Trung Quốc hơi cao thì phải, phó trực tiên sinh, anh thân là quan ngoại giao cao cấp của phía Nhật, chắc hiểu đạo lý nhập gia tùy tục, đến quốc gia nào thì nên tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. Còn nữa, quý quốc có phải nên đề cao tố chất của nhân viên xuất ngoại hay không? Ở nước Nhật, bọn họ được gọi là công dân, nhưng vừa ra khỉ biên giới thì tất cả trở thành tội phạm giết người phóng hỏa. Người biết thì cho rằng bọn họ chỉ là số ít kẻ xấu bên trong các công dân người Nhật Bản. Nhưng người không biết sẽ cho rằng toàn bộ người Nhật Bản các anh đều như vậy. Võ trực tiên sinh, anh không sợ đám người này làm nhục quốc thể à? Phó trực chính giã nhìn trương dương ánh mắt cơ hồ sắp phun ra lửa hắn nói khẽ chuyện tối hôm qua rốt cuộc chân tướng như thế nào thì vẫn chưa điều tra rõ trương tiên sinh dùng cái gì để kết luận bọn họ chính là hung phạm trương dương chỉ chỉ vào hai mắt của mình rồi nói tôi nhìn rõ hết bọn họ tất cả là sát thủ chuyên nghiệp Phó trực chính giã nói bọn họ ở trong nước không hề có tiền án tiền sự trương dương nói khi thế chiến lần thứ hai nhật bản xâm lược trung hoa ở trên đất trung quốc giết người Cướp của, không chuyện ác nào không làm, người dám nói bọn họ ở Nhật Bản chưa phạm tội thì không phải là tội phạm. Làm thì làm rồi, vì sao dám làm không dám nhận, đối với sai lầm mà mình từng mắc phải, vì sao không dám nhận trách nhiệm. Phó trực tiên sinh, tôi nói với anh một sự thật, hiện tại Trung Quốc so với lúc Nhật Bản xâm lược thì đã có biến hóa long trời lỡ đất rồi, chúng tôi không phải là không chào đón người Nhật Bản đến đây, nhưng đến rồi thì nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng tôi, âm mưu làm chuyện xấu tới đây vi phạm pháp lệnh, tất cả đều sẽ thành kẻ địch của người Trung Quốc chúng tôi, mà thái độ đối với kẻ địch của chúng tôi cũng nhất quán rõ ràng, đó chính là kiên quyết đả kích, không chút lưu tình. Tào hướng đông nghĩ thầm, hay quá, trải qua một phen quấy rối của thằng ôn này, khí diễm của võ trực chính giã quả nhiên ảm đạm đi nhiều. Nghe con không sợ hổ, những lời này quả nhiên có chút đạo lý. Tào hướng đông giảng hòa, tôi thấy tối nay trước tiên bàn đến đây thôi, Đại sứ tiên sinh đối với tình huống phát sinh ngày hôm qua cũng có tìm hiểu bước đầu rồi, tôi có thể cam đoan với ngài, vụ án này nhất định sẽ được tra ra manh mối trong thời gian ngắn nhất." Võ trực chính giã ở trước mặt Trương Dương không chiếm được nửa điểm tiện nghi, lúc này đã đầy một bụng tức, nghe Tào Hướng Đông nói như vậy, hắn gật đầu, "Tôi hy vọng các anh trong vòng 3 ngày có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, còn nữa, muốn gặp muốn gặp công dân Nhật Bản bị các anh giam giữ." Trương đại quan nhân không nhịn được ngắt lời, "Công dân cái gì?" tên tội phạm đã xa lưới mà thôi có điều võ trực tiên sinh chỉ sợ không gặp được hắn rồi tào hướng đông vội vàng nháy mắt với hắn nhưng trương đại quan nhân giống như không thấy vẫn tiếp tục nói hắn sợ tội tự sát rồi gì cơ võ trực chính giã trợn chừng hai mắt trương đại quan nhân nói ngài không nên cảm thấy ngạc nhiên công dân của quý quốc khi gặp đại sự mình không xử lý được thường thường sẽ lựa chọn phương thức này để kết thúc nhân sinh tuy rằng hắn đã chết nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn. Chúng tôi sẽ tới cùng, tranh thủ tra ra mỗi một người Nhật Bản liên quan tới vụ án cha. Võ trực chính giã bị Trương Dương chọc cho giận sôi lên, có điều hắn cũng nhìn ra Trương Dương căn bản không sợ hắn, bất kể đấu văn hay đấu võ người ta đều sẽ phụng bồi tới cùng. Tào hướng đông nhìn thấy sắc mặt võ trực chính giã hết xanh lại đó, nhìn ra tình thế vẫn đang không ngừng trở nên gay gắt. Hắn không muốn chuyện tiếp tục chuyển biến xấu, đứng dậy cáo từ võ trực chính giá, võ trực tiên sinh đường xa mà đến, chắc hẳn đã mệt mỏi rồi, chúng tôi hay là cáo từ trước, ngài cứ an tâm ở đây, nếu như chuyện có bất kỳ tiến triển gì, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông chi cho ngài. Võ trực chính giã lạnh lùng nói, thứ cho không tiến xa được. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 235